Các bộ truyện của nhóm được đăng trên website kiminatt.com. Mọi người nhớ ghé ủng hộ AD một lượt xem nhé. Sư Tôn, người có biết thời khắc này Đồ Nhi đã đợi bao lâu rồi không? Nghịch đồ, ngươi đang nói cái gì vậy hả? Mau cởi trói cho ta. Không phải Sư Tôn chọc vào ta trước đây sao? Sao vậy? Bây giờ muốn trở mặt không nhận người rồi. Vi sư không biết ngươi đang nói cái gì. Bỏ đi. Ngươi nói cái gì thì là cái đó vậy. Dù sao, bây giờ Đồ Nhi cũng đã hạ nguyễn cốt tán cho ngươi rồi. Xích sắt cũng đã xích rồi. Cho dù thế nào, cũng phải làm trái lời ngươi nói rồi. Sư Tôn đừng trách. Hỗn sự, Chúc Vân Trình, ngươi điên rồi. Phải đó, bị người làm đến điên rồi. Sao lại thế này? Hắn sao lại thế này? Sư Tôn, trong thời gian mình bế quan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồ Nhi vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà giờ sao lại biến thành thế này? 11 năm trước, vào năm Tiêu Ninh cập kê, đã là kiếm tu mạnh nhất của Điểm Thương phái, đưa theo đồng môn giết vô số yêu ma, được trưởng môn Sư Tôn Khâm Điểm làm người thừa kế. Nhưng trưởng môn Sư Tôn vừa mới qua đời không lâu, thái độ của các trưởng lão đã thay đổi, lấy lý do nữ nhân không thể gánh vác được, để sư huynh ngu dốt không học hành lên thay thế. Dựa vào cái gì? Dựa vào cũng quần hắn có khi nhiều hơn 2 lạng thịt sao? Bao cỏ. Đợi đó, đợi ta mở được kết giới của cấm địa, tìm ra cấm thuật trong truyền thuyết đó. Cấm chế. Chỉ cần hoàn toàn thay đổi quy tắc kế thừa của môn phái. Đến lúc đó. Này, người có ổn không? Tỉnh lại. Ừ. Mau, lấp cái lỗ lại, nếu không ma tộc. Ma tộc. Hóa ra cấm địa là nơi vào ma tộc. Phải mau chóng phong ấn lại. Chỉ phong ấn một cái lỗ đã khiến linh lực của ta gần như cạn kiệt. Nếu mở cửa lớn ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Xem ra, ta không thể tìm được cấm thuật rồi. Có điều, một đứa bé có thể chạy khỏi sự truy sát của ma tộc, nhất định không phải phạm nhân, hay là... Thu hắn là đồ đệ, phò tá hắn thành trưởng môn, rồi sau đó mình dùng thân phận sư tôn để ép đệ tử khiến môn phái nghe lệnh. Kế hoạch này được, mình giúp hắn chữa trị vết thương đã. Lại giúp hắn tạo một thân phận, rồi gia nhập vào chỗ ta. 7 tuổi. Sau đó cẩn thận dạy dỗ hắn, nỗ lực bồi dưỡng hắn trở thành đệ tử mạnh nhất tông môn, càng sớm càng tốt. 10 tuổi. Rồi sau đó. Vân Trình, vì sư phải bế quan vài năm dưỡng thương, một mình con nhất định phải chăm chỉ tu hành, không được lười nhác. Vâng, Đồ Nhi nhớ rồi, Đồ Nhi nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ không làm sư tôn mất mặt. Được, đợi ta xuất môn. Đợi mình xuất môn, đã thành tình hình giống bây giờ rồi. Người biết không sư tôn, ta vốn muốn đợi vài năm nữa mới làm chuyện này với người. Nhưng mà người ép ta, sao ta có thể chịu được chứ? Điên rồi, hắn điên thật rồi. Ngưng tụ chút linh lực mới hồi phục. Dạ. Yeah. Không có tác dụng. Linh lực hồi phục nhanh như vậy. Sư tôn thật lợi hại, đáng tiếc. Đây là sợi xích con đặc chế dành cho người, không phá nổi đâu. Có điều, để ngăn sư tôn đẩy ta ra lần nữa, ta chỉ có thể mạo phạm một chút rồi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hử? Vừa nãy ta nói chưa đủ rõ sao? Ta muốn đối với sư tôn người, làm những chuyện... Chuyện đại nghịch bất đạo. Không, không được. Thở không ra hơi. Vân Trình ngươi, hỗn sược. Khốn nạn,
Một chút linh lực vừa mới khôi phục cũng bị áp chế. Thật sự phải để hắn muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta là sư đồ, tuyệt đối không được làm chuyện đó. Chuyện hoang đường như vậy, sao có thể dễ dàng để nó xảy ra chứ? Phải ngăn nó lại. Vị máu, đúng rồi, có thể sử dụng kim ti cổ để thoát thân. Năm đó, lúc cứu Trúc Vân Trình, vì sợ hắn là hậu thân của ma tộc mà mất kiểm soát, nên đã lén lút hạ kim ti cổ lên người hắn. Cổ này dược, được mình dùng máu tiên nuôi dưỡng, muốn dùng nó thì chỉ cần bôi máu của mình lên người hắn là được. Mà sau khi niệm chú, hắn sẽ giống như bị hàng ngàn sợi tơ kéo qua máu thịt, đau không buồn sống. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng biểu hiện ra sự tự ti của yêu ma, nên ta nhất thời quên mất chuyện này. Không ngờ bây giờ lại phải dùng trong tình huống như vậy. Sư tôn, vừa nãy người làm máu tim ta làm dẫn, du ti dương khiên. Đây là thứ gì? Khiên ti cổ, chắc người cũng nghe đến sự lợi hại của nó rồi nhỉ? Không muốn chịu khổ thì mau thả vi sư ra. Khiên ti cổ, người vậy mà lại hạ thiên khi cổ với ta. Người hạ lúc nào, sao ta lại không biết? Trừ khi là rất lâu về trước. Ha ha, vừa nãy ta còn tưởng rằng sư tôn chủ động cơ chứ. Kết quả vậy mà, sớm đã phòng bị ta sao? Tiêu Ninh, lẽ nào nhiều năm như vậy, người không có chút thật lòng nào với ta sao? Đến cả tình sư đồ cũng là giả phải không? Nói nhiều vô ích, mau thả ta ra. Nếu không, người sẽ không chịu được cơn đau của khiên ti cổ đâu. Nếu ta không thì sao? Hử, sư tôn, người quả thật là có thể xuống tay nhỉ? À, Tiêu Ninh, người thật, à, thật nhẫn tâm đó. Nếu như người chịu không nổi, thì mau chóng đồng ý thả ta đi. Người nằm mơ. Nếu như người nỡ, thì giết ta đi. Người đừng có cứng đầu như vậy nữa. Lần này vi sư tha cho người, ra ngoài suy nghĩ cho kỹ đi. Dựa vào cái gì? Rõ ràng nhiều năm như vậy, chỉ có chúng ta ở cạnh nhau. Vì sao đến cuối cùng chỉ có mỗi mình ta phát điên, muốn có được người chứ? Mà người lại có thể điềm tĩnh tiếp tục làm sư đồ với ta chứ? Ta vốn đang sống trong bóng tối bẩn thỉu, không có bất kỳ hy vọng hay tương lai. Là người cứu ta, dạy ta pháp thuật, quản ta ăn cơm, mặc đồ, ngày tháng lâu dài, sao ta có thể không đậm tâm được chứ? Nhưng ta cũng hiểu, chúng ta là sư đồ, tình cảm giữa sư đồ là không được phép tồn tại trên đời. Cho nên ta trước giờ đều không nói ra, ta đã định chôn phần tình cảm này sâu trong tim. Nhưng người lại lén lút chủ động trêu chọc ta. Cái gì? Ta chủ động trêu chọc ngươi? Không sai, là sư tôn người nói trước. Người gọi tên ta, nắm lấy tay ta, chạm vào mặt ta. Làm sao? Bây giờ lại ngoảnh mặt không nhận rồi à? Thôi vậy, người nhận cũng tốt, không nhận cũng được, đều không có ý nghĩa gì cả. Ta sẽ không tha cho người đâu. Sư tôn, người là của ta, chỉ có thể là của ta. Hắn rốt cuộc đang nói vớ vẩn gì vậy? Rõ ràng mình vẫn luôn bế quan, sao có thể chủ động trêu chọc hắn? Chuyện này nhất định có điều kỳ lạ. Khiên ti cổ liên kết huyết mạch của vật chủ và người thi cổ. Đêm nay ta dựa vào khiên thi cổ tiến vào giấc mộng của hắn, có lẽ sẽ có manh mối. Ninh Tâm Điện. Cuối cùng cũng tiến vào mộng cảnh của Trúc Vân Trình rồi. Nơi này là... À, là 5 năm trước, lần đầu tiên mình đưa hắn xuống núi trừ ma. Lúc đó hắn vẫn chưa lớn lắm, muốn giúp người bị thương là mình trực đêm, đúng là đứa trẻ ngoan. Hử? Vì sao hắn lại nhìn mình như vậy? Xin lỗi sư tôn, ta không cố ý đâu.
Chúc Vân rình hắn, vậy mà lại làm chuyện này, tuổi nhỏ như vậy mà đã... Cảnh sắc của mộng cảnh thay đổi rồi. Nơi này là phòng của mình. Vân Trình, qua đây. Giật mình. Sư Tôn, người nửa đêm gọi ta qua đây, không phải có chuyện gấp muốn nói, sao lại... Sao lại cái gì chứ? Ngươi thích bộ dạng hiện tại của Sư Tôn không? Đây là chuyện gì vậy? Là chút Vân Trình, ngày nghỉ đến nên đêm nằm mơ sao? Hay là thật sự từng xảy ra chuyện này? Không phải, ta chỉ là cảm thấy Sư Tôn thế này có hơi kỳ lạ. Có cái gì kỳ lạ chứ? Quá đáng yêu sao? Xin lỗi, Sư Tôn nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng nên quay về rồi. Hắn đẩy ta ra. Lẽ nào đây chính là Vân Trình nói, ta chủ động trêu chọc hắn, nhưng vì một số nguyên nhân nên mình quên mất sao? Nhưng tại sao Vân Trình lại kháng cự với ta này như vậy? Hắn tỉnh rồi. Có thể cảm nhận được hắn là bị đau đớn làm cho tỉnh lại. Hôm nay mình đã xuống tay hơi nặng với hắn rồi. Mình không nên giải quyết vấn đề một cách thô bạo như vậy. Phải hỏi hắn thật rõ để làm rõ mọi chuyện. Vài giờ sau, mình nhớ đã nhìn thấy cách đối phó với khiên thi cổ trong một cuốn cổ kịch nào đó. Tìm được rồi. Khiên ti cổ cùng người thi cổ huyết mạch tương liên. Nếu người trúng cổ lấy máu mình cho người thi cổ uống thì... Người thi cổ không thể khống chế việc động tình. Ha! Sư phụ, người trốn không thoát đâu. Sư phụ, tối qua ngủ có ngon không? Người đến thật đúng lúc. Vì sư nói với người cái này. Hả? Ồ... Hiếm khi sư phụ chủ động tìm ta nói chuyện, là muốn nói chuyện gì? Người nói vi sư chủ động với ngươi, vi sư thật sự không nhớ. Chuyện này hãy để vi sư tra thật kỹ, chắc chắn sẽ cho ngươi một lời giải thích. Hơn nữa, vi sư còn muốn nói với ngươi. Lúc còn nhỏ, người ta thường dễ dàng sinh ra cảm giác ỷ lại với các trưởng bối xung quanh, nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là... Ta thật sự không ngờ rằng sư tôn không chỉ trở mặt không nhận người, bây giờ còn muốn phủ nhận hoàn toàn tâm ý của ta. Không biết sư tôn có còn nhớ bản thân đã trêu chọc người khác như thế nào không? Ví dụ như nhị sư bá dạ hội. Cái gì? Ta với nhị sư huynh? Được rồi, sư tôn đừng chối nữa. Người nhận cũng được, mà không nhận cũng tốt. Ta không muốn nhắc đến nữa. Ngươi sư tôn đừng trách, rất nhanh sư tôn sẽ cảm thấy thoải mái thôi. Chuyện gì thế này, sao thân thể lại nóng như vậy? Sư phụ, bây giờ chỉ có ta ở trước mặt người, đừng né tránh, nhìn vào ta được không? Không. Nhìn ta, cho dù lúc trước người không có quan hệ như vậy, ánh mắt cũng đều dễ dàng đặt trên người khác, trừ ta. Không, buông tay, không được. Chút Vân Trình. Người không được, mau dừng lại. Dừng lại, sư tôn sắp thuộc về ta rồi, sao có thể dừng lại? Ta hận không thể lập tức biến sư tôn thành của riêng mình, không để người thứ hai nhìn thấy. Chút Vân Trình, người, nếu người dám làm như vậy, thì cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi đâu. Len ken. Tiếng chuông này nối với cửa của ngoại viện. Có tiếng động tức là có người đến. Ta có thể giả vờ như không nghe thấy. Dù sao người tới cũng không phát hiện ra căn phòng bí mật này. Nhưng lời sư tôn vừa nói, có người đã đến đây. Vận may của sư tôn người tốt thật đấy. Huyết cổ động tình, ta sẽ giúp sư tôn chén rượu, sợ người chịu không nổi. Ta có việc đi trước, buổi tối gặp, sư tôn. Không ngờ hắn lại cố chấp như vậy, hoàn toàn không nghe lời mình. Không thể kéo dài thêm nữa, phải tìm cơ hội trộn một ít linh lực của hắn, nghĩ cách cầu cứu. Bình tâm cát.
Đây là cháo lúa mạch của Lâm Vân mà sư tôn thích nhất. Ta cố ý xuống núi mua, nếm thử xem. Cháo lúa mạch của Lâm Vân. Cơ hội tới rồi. Vân Trình không thích mùi vị của lúa mạch, nên hắn chưa bao giờ ăn thử món cháo này. Không biết bên trong có những gì. Sao cháo này mặn thế? Không tin thì ngươi thử đi. Ta với sư môn dùng chung thìa để ăn cháo. Này có tính là... Xin lỗi Vân Trình, thể chất của ngươi từ nhỏ đã tương khắc với hạnh nhân. Ăn nhầm một chút sẽ ngất xỉu vì mất sức. Mà trong cháo này có chứa hạnh nhân. La sư tôn, tâm pháp vừa nãy người nói, đệ tử có chút không hiểu. Có gì không hiểu cứ nói cho ta giúp con giải thích lần nữa. Chính là thế này. Nhị sư huynh của Tiêu Ninh là Văn Tu. Đợi đã, đây là... Cái gì? Đến Ninh Tâm Điện cứu ta. Ninh sư muội gặp nguy hiểm. Ta có chút chuyện phải đi Ninh Tâm Điện, các con về trước đi, ta quay lại sẽ trả lời câu hỏi của con sau. Vâng, vâng, La Sư Tôn, người bận đi. Sao La Sư Tôn lại dám đến Ninh Tâm Điện chứ? Đó là hang ổ của ma quỷ đó. Đừng quản nữa, miễn sao nữ sát ma đừng cười với chúng ta là được. Ừ. Sư Tôn, người đã làm gì? Tỉnh lại nhanh thật, mấy năm không gặp. Tu vi của ngươi đã đạt đến trình độ như vậy rồi sao? Đã giờ này rồi, ai còn đến Ninh Tâm Điện chứ? Nhị sư bá. Vân sư điệt. Ninh sư muội đâu, ta tìm muội ấy nói chuyện chút. Sư phụ người lại bế quan rồi, nhị sư bá có chuyện gì không bằng nói cho ta trước, đợi sư tôn xuất quan, ta lập tức chuyển lời cho người. Là vậy à? Vậy ta tự mình đến bên ngoài phòng bế quan, dùng linh lực truyền tin cho muội ấy. Được, nhị sư bá mời bên này. Hắn đang nghi ngờ sao? Có điều không sao, Mật Thất sớm đã bị ta dùng pháp thuật tại kết giới, hắn có lẽ không cảm nhận được. Một khắc sau, không có gì bất thường. Nhưng thư cầu cứu ở đây, càng yên tĩnh chứng tỏ càng có vấn đề. Nói không chừng, việc này có liên quan đến chút Vân Trình. Nhị sư bá, truyền tin xong chưa? Ừ, truyền xong rồi. Vậy thì tốt, trời cũng tối rồi, nhị sư bá có phải nên quay về nghỉ ngơi không? Người ở lại đi, không cần tiễn, nghỉ ngơi ở Ninh Tâm Điện là được. Chăm sóc tốt cho sư tôn của người. Đó là đương nhiên. Sư tôn có bản lĩnh thật đấy. Không ngờ sư tôn bị nhốt rồi mà vẫn có thể trêu chọc nam nhân khác. Gì cơ? Lừa ta ăn hạnh nhân là để truyền tin cho La Văn Tu sao? Làm sao sư tôn muốn về bên cạnh hắn như vậy à? Lại nói mấy lời kỳ lạ. Cho dù không có sư huynh, người tưởng rằng thật sự có thể nhốt ta mãi sao? Nhưng mà sư tôn bế quan 5 năm, năng lực của người tăng lên nhiều. Nhị sư huynh lại không phát hiện ra ta đang ở đây. 5 năm. Nhưng người bên tính, tin tức đã truyền ra, thì sẽ có sơ hở để tìm ra. Ta khuyên người nên thả ta ra thì hơn. Sư tôn rõ ràng 3 năm trước đã xuất quan. Trừ khi người thật sự không lừa ta, là mất trí nhớ sao? Sư tôn, trước đây người luôn không chịu tin ta đúng không? Ta đưa người đi đến một nơi. Để tránh cho người nói chuyện, chỉ đành cho người uống thêm mấy viên nguyễn cốt toán thôi. Sư tôn đừng giận. Lát nữa tới nơi, sư tôn sẽ nghe thấy chuyện rất thú vị.
tham kiến trưởng môn đại sư huynh. Trưởng môn Triệu Tử Vọng, Tiêu Ninh đại sư huynh, mùa thế này còn tới làm phiền ta làm gì, có việc gì sao? Trưởng môn sư huynh và sư muội trước giờ luôn bất hòa, trực tiếp mời huynh ấy đi cứu người, chắc chắn huynh ấy sẽ không đồng ý. Ta nghe nói đột nhiên sư muội bế quan có dấu vết tẩu hỏa nhập ma, thế nên ta đặc biệt tới khẩn xin đại sư huynh tương trợ. Hoan xưng sư muội tẩu hỏa nhập ma rồi, chắc chắn đại sư huynh sẽ nhân cơ hội đưa nhiều người tới chèn ép muội ấy. Tẩu hỏa nhập ma thì tẩu hỏa nhập ma thôi, nó tự chịu không phải là được rồi à? Ta buồn ngủ lắm, không đi đâu. Xem ra là ta đánh giá cao hắn rồi. Nhưng gần đây các môn phái khác cũng có chút dòm ngó với điểm thương phái chúng ta, nhỡ có người nào có âm mưu nhân lúc hoạn nạn hãm hại sư muội. Nhân lúc hoạn nạn sao? Sao ta không ngờ chứ. Mẹ kiếp, gọi thêm đệ tử tới đây, cùng tới Ninh Tâm Các giúp Ninh sư muội. Vâng. Phù, cuối cùng cũng khơi thông rồi. Người đưa ta tới đây làm gì? Tra hiệu ánh mắt. Sư thôn suốt ngày tu luyện, sợ là không biết các đệ tử trong môn thích tòa lương đình này đến cỡ nào. Tới buổi tối, các đệ tử luôn tụm năm tụm ba lại ở đây bàn luận một vài chuyện bí mật trong tông môn. Thế thì sao, liên quan gì tới ta? Ây, các ngươi nói là sư tôn tối nay sao lại vội vàng đi tới Ninh Tâm Các thế? Rốt cuộc là làm gì hả? Theo ta thấy, tám phần là bị ma nữ sắc đó mê hoặc rồi. Ma nữ sắc, Ninh Tâm Các, trừ ta ra còn nữ nhân nào khác à? Cũng đúng, là sư tôn thích chăm sóc người khác như thế, nhưng vẫn là sư huynh thanh mai trúc mã của nàng ta, rất dễ bị mê hoặc, là sư tôn đáng thương. Cứ coi như là sư tôn cống hiến vì chúng ta, nếu không nhờ có ngày ấy thì chúng ta khó thoát khỏi móng vuốt của ma nữ sắc. Cái gì? Ma nữ sắc là ta? Xem phản ứng của nàng ấy, hình như đúng là không có ấn tượng gì với những chuyện này. Nếu đã vậy thì đúng là có cơ hội tốt. Sư tôn có biết tại sao ta lại to gan bằng trời, giam lỏng người không? Thực ra trước đây sư tôn đã ở bên ta rồi, còn đồng ý không lâu nữa sẽ thành thân với ta, nhưng sau đó lại phụ lòng ta mà đi trêu ghẹo người khác. Ở bên ngươi, đồng ý thành thân? Người nói sao ta có thể nhịn cục tức này chứ? Chẳng lẽ thật sự là ta đã phụ hắn sao? Sư tôn hoang mang rồi, xem ra là nàng ấy đã mất trí nhớ rồi. Vậy nếu ta lừa nàng ấy chịu trách nhiệm với ta? Các vị đệ tử. Ai? Trưởng môn có lệnh, lập tức theo ta tới Ninh Tâm Các giúp Ninh sư muội xuất quan. Sư huynh? Hả? Cứu ma nữ sắc? Ngày ra đó làm gì? Mau theo ta qua đó. À, được được. Cứu ta? Nhị sư huynh sao lại lay động được tên phế vật đó? Là Tu Văn này, đúng là cũng có chút nhẫn nại đấy, không ngờ lại có thể thuyết phục được tên phế vật đó được. Ta phải lập tức đưa sư tôn về, lập lại kết giới bế quan thôi. Bây giờ tình hình không rõ ràng, không để thể phân trình tiên phế vật đó và nhị sư huynh nắm thóp được. Giải trừ chú thuật của ta để ta giải thích. Bụp, sư tôn muốn thoát khỏi chú thuật để cầu cứu. Là ai đang trốn ở đó? Ta qua đó xem, các ngươi đi tập hợp chỗ trưởng môn trước đi. Là sư tôn, bọn ta đi cùng người. Lúc này còn có tâm tư, điên à, bị nhìn thấy thì sao? Rốt cuộc ai đang trốn ở đó? Nhanh tự đi ra, đừng chờ La Sư Tôn đích thân đi qua. Nguyên rồi, thật sự qua đây, sau này sao còn chỗ đứng trong tâm môn nữa? Thời cơ tới rồi, không để chơi lố quá. Ếch ếch. Móa, thì ra là chích điểu, làm hết hồn. Thật sự chỉ là chích điểu thôi sao? La Văn Tu, người ở đấy làm gì thế?
Mau đưa họ đến Ninh Tâm Các đi. Đi. Nhanh lên, đừng lề mề. Sư Tôn còn muốn cầu cứu, trốn thoát nữa, thì phải trả giá gấp đôi vừa nãy đấy. Thì ra hắn nghĩ mình muốn cầu cứu. Không phải ta muốn cầu cứu. Nếu ta là phụ ngươi trước, ta có thể giải quyết chuyện điều tra lần này, nhân tiện có thể thoát khỏi cái mật thất kia. Ý người là muốn giải vây giúp ta. Nhưng Sư Tôn nói ta còn có thể tin à. Vất vả vứt tất cả vô trong phòng bế quan đi, cứu nên sư muội tẩu hỏa nhập ma ra ngoài. Vâng. Tên kia là đồ ngốc không có não, nếu hôm nay mà không thấy ta, e là sẽ không chịu để yên. Đưa thuốc giải nhuyễn cốt tán cho ta, ta ra mặt giải quyết chuyện này. Tin ta? Tin người sao? Người hạ khiên ti cổ cho ta, đùa giỡn với tình cảm của ta, lừa ta ăn hạnh nhân để trốn, thậm chí còn cố phủ nhận tình cảm của ta với người không phải ta yêu. Sư Tôn, ta thật sự không nên tin người, nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần. Cược Sư Tôn lần này sẽ đứng về phía ta. Phòng bế quan ở phía trước rồi, nhanh. Hả? Đêm khuya nay sương nặng hạt rồi, sao mà đến một lời chào cũng không có? Thế trưởng môn Sư Tôn đột nhiên mang nhiều người thế tới Ninh Tâm Các sao? Bổn trưởng môn làm việc còn cần giải thích với ngươi à? Tránh ra. Sư Tôn hồi phục linh lực cần thời gian, ta phải kéo dài thời gian. Xin lỗi, là Sư Tôn ra lệnh cho ta canh giữ ngoài cửa. Lời của trưởng môn, xin thứ lỗi không thể nghe theo. Người hỗn láo, không ngờ lại chỉ nghe ả chứ không nghe ta. Người đâu, bắt lấy ả mang đi cho ta. Trưởng môn Sư Tôn, bọn ta không đánh lại hắn. Sợ hãi co rúm. Hả? Bọn ta làm ngay. Đám người này không phải đối thủ của ta, nhưng nếu ta ra tay thì làm sao Sư Tôn có cơ hội cứu nữa. Tan biến. Nếu đã đánh cược, chi bằng cược một ván lớn. Ai dám động vào hắn? Tiêu Ninh không tẩu hỏa nhập ma, sư muội không xảy ra chuyện. Triệu Tử Vọng, người có ý gì đây? Nhân lúc ta bế quan, thừa cơ ức hiếp đồ đệ của ta. Xem ra ta đã cược đúng rồi. Cảm giác được Sư Tôn bảo vệ cũng không tệ. Hỗn láo, người lại dám gọi thẳng tên của bổn trưởng môn. Gọi thẳng tên thì sao? Người muốn ta ra tay à? Ngươi, trưởng môn sư huynh không đánh lại Ninh sư muội đâu, phải tìm đường lui cho huynh ấy thôi. Ninh sư muội hiểu lầm rồi, ta và trưởng môn sư huynh tới đây để cứu muội, chứ không phải tới để làm khó Vân Trình. Không phải người đang gặp ải khó sao? Ta rất lo lắng đó. Muốn nắm tay Sư Tôn? Ta rất khỏe, không cần cứu. Cảm ơn ý tốt của nhị sư huynh. Sư Tôn tránh mặt hắn. Ninh sư muội, sao muội lại gọi ta là nhị sư huynh? Không phải muội đã gọi thẳng tên của ta rồi sao? Những chuyện đó đều là hiểu lầm, đợi điều tra rõ ta sẽ giải thích với huynh. Nhưng đủ rồi, đúng là hoang đường. La Văn Tu, chuyện lần này tốt nhất người hãy cho ta một lời giải thích. Hừ, trưởng môn sư huynh. Ninh sư muội, nếu muội có chỗ nào khó xử muốn nói ra, ta sẽ giúp muội bất cứ lúc nào. Ừ. Nhị sư bá vẫn đúng là con người giả tạo, lời ngon tiếng ngọt thôi. Sư Tôn đừng nghe bá ấy nữa. Ta và hắn vốn chẳng có gì. Còn về ngươi, nếu ngươi có thể chứng minh chúng ta thực sự từng ở bên nhau, thì ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ồ, được.
Hiểu được rồi, thì ta sẽ cho sư tôn xem chứng cứ. Hôm sau, sư tôn tỉnh rồi. Không phải Táo Quan ngươi đi rồi sao? Sao còn ở đây? Đồ Nhi không chờ được, muốn cho sư tôn xem chứng cứ, nhưng lại muốn sư tôn ngủ một giấc thật ngon. Nên sau khi về, trong lòng bối rối, trằn trọc khó ngủ. Cuối cùng chỉ đành qua đây sớm, đợi sư tôn thức dậy. Sư tôn yên tâm, ta chỉ ở đây ngắm người, chứ không làm gì hết. Chứng cứ của ngươi đâu? Nếu đã cấy khiên ti cổ vào người ta, vậy chắc sư tôn có thể hiểu. Trùng cái của loài này có một đặc trưng quan trọng. Nếu trúng cổ trùng này thì hai bên tình đầu ý hợp, cùng nhau đi qua giông bão. Trùng cái sẽ mọc cánh. Thế nên sư tôn còn chứng cứ, thì chỉ cần dẫn trùng cái trong cơ thể mình ra, nhìn không phải là biết ngay rồi sao? Hắn nói về điểm này, đúng là ta cũng từng đọc qua trong sách. Thử xem. Xem ra sư tôn không hề biết. Nó uống máu của ta, trùng cái sẽ mọc ra cánh. Thật sự mọc ra cánh ư? Giờ sư tôn đã tin, chúng ta từng ở bên nhau rồi chứ? Dẫn về cơ thể. Vậy sư tôn chuẩn bị chịu trách nhiệm với ta thế nào? Ví dụ như, giống như người bình thường, ở dưới núi ấy. Cho ta một danh phận. Mong chờ. Tùy không biết trong giai đoạn ta mất trí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tính cách của Vân Trình ngông cuồng cố chấp như thế, nếu ta không đồng ý, chắc hắn cũng sẽ không nhận ân tình sư đồ của chúng ta. 11 năm, ta chuyên tâm bồi dưỡng hắn tròn 11 năm. Nếu bây giờ vì chuyện này mà bất hòa, không chỉ mất hết tình cảm nhiều năm, mà kế sách kiểm soát môn phái cũng thành công cốc. Bây giờ ta vẫn chưa thể mất đi hắn được. Được, giờ ta tới xin đại điện kỵ nghị sự, khẩn xin trưởng lão thành thân với ngươi. Đồng ý rồi. Sư tôn, nàng có biết câu này ta đợi bao lâu rồi không? Giờ chúng ta vẫn là sư đồ, không được hỗn láo. Không tu lập linh lực. Ảo não. Chật, hơi hối hận vì phá giải dây xích cho sư tôn sớm như vậy. Ngươi nói gì? Ngươi muốn thành thân với Vân Trình? Tam trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Đúng, xin ba vị trưởng lão và trưởng môn thành toàn. Hả, lúc này biết gọi ta một tiếng trưởng môn rồi. Sư phụ quang minh chính đại, yêu cầu thành thân với đồ đệ. Đây đúng là mối nhục lớn của bổn môn. Sư muội, muội đừng đùa nữa, mau giải thích với trưởng môn sư huynh đi. Được rồi, ta thành toàn cho họ. Nhưng tiền đề là Tiêu Ninh và Chúc Vân Trình buộc phải trục xuất khỏi điểm thương phái. Ta đồng ý, chuyện này liên quan đến danh tiếng của môn phái, theo lý nên làm vậy. Trước khi trục xuất khỏi môn phái, còn phải trừng phạt bằng đòn roi. Mấy lão già đúng là khó đối phó hơn ta tưởng. Sư tôn trước giờ coi trọng môn phái, bảo nàng chọn giữa thành thân và môn phái, sợ là trục xuất ta và Chúc Vân Trình ra khỏi môn phái thì được. Nhưng các xử lý ma vật dưới núi, trưởng môn đã nghĩ kỹ chưa? Trưởng môn, ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão của điểm thương phái chịu trách nhiệm quản lý cấm vật sau núi, không thể tùy tiện rời khỏi tông môn. Tiêu Ninh và Chúc Vân Trình là trụ cột của môn phái. Trưởng môn là tên vô dụng, không mong chờ gì được. Nhị sư huynh lại có năng lực góp vui. Trụ cột, năng lực tầm thường, vô dụng. Gần đây, ma vật tàn hại dân thường đang ngày càng điên cuồng. Nếu điểm thương phái chúng ta mất đi Ninh sư muội và Chúc Vân Trình, năng lực trừ ma bị giảm mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến danh vọng của môn phái. Chuyện sư đồ thành thân truyền ra ngoài không dễ nghe. Cần Tiêu Ninh và Chúc Vân Trình giúp trừ ma để giữ gìn uy danh của môn phái.
Không hổ là sư đồ hai người đều mong muốn. Lần này đến họ ra lựa chọn rồi. Bây giờ ma vật hoành hành, mấy đại môn phái đều nhân cơ hội này lập uy. Nếu bây giờ điểm thương phái mất đi người bọn họ, chỉ sợ nhận đồ đệ năm sau cũng sẽ bị ảnh hưởng, gặt hái của môn phái lúc đấy sẽ... Nhưng nếu chuyện sư đồ thành thân truyền ra ngoài, ba vị trưởng lão có kết luận chưa? Mà thôi, vì trừ ma vệ đạo, chúng ta sẽ không sử dụng quy tắc cũ, không trục xuất các người khỏi sư môn. Trong lúc ở môn phái, ta chỉ cho phép các người bí mật đính hôn, không cho phép thành hôn. Ta biết ngay, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ việc lợi dụng ta. Có điều, đây chính là kết quả mà ta muốn, có thể đính hôn, ổn định vân trình, là có thể tiếp tục ở trong môn phái trụ tính đại kế. Chẳng qua, không biết quy tắc cũ, vân trình có thể chấp nhận không? Lỡ hắn không chịu, ta còn nghĩ cách khác. Sư tôn rất quan trọng chuyện trừ ma của môn phái, nếu ta ép nàng lựa chọn, chỉ sợ mất cả chì lẫn chài. Suy cho cùng, nếu không phải lúc trước ép, ta còn hy vọng sư tôn cam tâm tình nguyện một chút. Vân Trình tạ ơn, ba vị trưởng lão cùng trưởng môn suy nghĩ chu toàn. Hắn chấp nhận rồi. Xem ra hắn vẫn nhớ chút tình sư đồ, không muốn làm mình quá khó xử. Đại trưởng lão đã nói như vậy, sếp tới nhất định sẽ sắp xếp không ít nhiệm vụ trừ ma cho chúng ta. Người chuẩn bị kỹ đi. Vâng. Không được. Chỉ là thử một chút, các trưởng lão đã đồng ý đính hôn, chúng ta bây giờ chính là danh chính ngôn thuận. Vậy cũng không được. Việc vui như vậy, sư tôn cùng ta uống chút rượu mừng không được sao? Không. Sư tôn thích tùng hoa cất nhất mà. Tùng hoa cất. Bế quan lâu như vậy, thật sự muốn chè chén một phen. Hơn nữa, tửu lượng của Vân Trình khá kém cỏi, cùng hắn uống tí cũng không sao. Được thôi, đi lấy rượu. Qua một tuần rượu, mới một ly đã say, tửu lượng không có tí tiến bộ nào. Rượu còn dư, vị sư sẽ không khách khí đâu. Ừ. Hình như uống nhiều quá rồi. Sư tôn, chờ người uống say, chờ người ngủ quên mất. Đều nói say rượu, lời nói thật lòng. Đồ nhi có việc muốn hỏi sư tôn. Lần này, người đồng ý thành thân với ta, có mấy phần trách nhiệm, mấy phần thật lòng. Sư tôn, nói đi. Chỉ cần người nói một phần thích ta sẽ yên tâm. Ta... Ôi, làm bẩn chỗ này của ngươi rồi. Không sao, ta thế này, lau sạch giúp ngươi. Sư tôn, chớ lộn xộn, ta vất vả lắm mới quyết định, chịu đựng đến lúc thành hôn. Ta không hiểu ngươi nói gì. Người nằm xuống nhắm mắt ngủ đi, từ từ giải thích cho người. Hôm sau, sao ngươi ngủ ở đây? Là sư tôn tự mình kéo ta lên đây. Xin lỗi, vì sư hôm qua uống say. Không sao, độ nhi cầu còn không được. Sư muội, nên sư muội. Vân Trình, người ở đây đừng ra, ta đi xem. Nhị sư huynh, sao sáng sớm huynh đã đến đây rồi? Có chuyện gấp. Sư muội, đêm qua ta đã nghỉ cả đêm, ta muốn nói. Trong lòng ta thật sự ái mộ muội, hy vọng sư muội cho ta một cơ hội. Có chuyện gấp. Sư muội, đêm qua ta nghỉ cả một đêm rồi, ta muốn nói, ta thật lòng ái muội sư muội, mong sư muội cho ta thêm một cơ hội. Cái gì? Nhị sư huynh, ta đối với huynh chỉ là đồng môn thôi. Trước kia mọi chuyện đều là do ta mất trí nhớ mà làm ra, xin đừng coi là thật. Ta biết sư muội sẽ nói như vậy,
nhưng ta sẽ không vì thế mà từ bỏ đâu. Nhị sư bá đúng là quá đáng đấy. Ta và sư tôn đã định chuyện chung thân, nhị sư bá còn dặn trước cửa để nói mấy lời này, chính là đang coi ta không tồn tại sao? Ngươi sao mới sáng sớm đã đi ra từ phòng của sư muội, chẳng lẽ tối qua? Không sai, chính là như sư bá nghĩ đó. Đúng lúc mượn lời của Vân Trình để đẩy lui nhị sư huynh. Ta không quan tâm, trước khi hai người chưa thành hôn xong thì ta sẽ không từ bỏ. Trước kia sao ta lại không phát hiện ra nhị sư huynh tình cảm sâu đậm như vậy đối với ta nhỉ? Được đó, nếu nhị sư bá tự tin như vậy thì ta cũng mỏi mắt trông chờ. Không gấp, ngày tháng còn dài. Ha, ngày tháng còn dài. Ta muốn phế người, còn phải nói ngày tháng còn dài sao? Tối qua, ta và ngươi chưa từng xảy ra chuyện gì, sau này đừng ăn nói linh tinh nữa. Sư tôn vừa lợi dụng ta để khuyên nhị sư bá, vậy mà giờ lật mặt không nhận người rồi sao? Nói láo, vì sư không lợi dụng ngươi. Được được được, sư tôn nói gì là như thế. Nực cười, chắc không phải hắn nghĩ ta giống với hắn, một lòng nghĩ đến chuyện nhi nữ trường tình đấy chứ. Hôm sau, người nào đó không giành được người mình yêu, nhanh chóng xuống núi giúp môn phá trừ ma kiếm tiền, đừng ở trên núi cho chướng mắt nữa. Quả nhiên tên này muốn nhân cơ hội để sai khiến chúng ta mà. Trưởng môn sư huynh, ta khẩn xin được ở bên Ninh sư muội. Tùy ngươi, ta không đồng ý. Ta và Chúc Vân Trình đã bất hòa với nhau, ta không muốn thêm chuyện phiền phức nữa. Ôi, ngươi còn không đồng ý. Người càng không đồng ý thì ta lại càng muốn hắn phải đi. Triệu Tử Vọng, ngươi! Sư tôn cáu giận với trưởng môn lại còn làm trễ thời gian. Nể mặt sư tôn, ta vẫn sẽ hòa hảo với hai vị sư bá. Thật sao? Đương nhiên. Nếu hắn không xuống núi, ta ở trong môn phái cũng không dễ ra tay. Sư muội mệt rồi sao? Uống chút nước đi. Sư bá thì hiểu gì, sư tôn thích rượu. Ta uống rượu, cảm ơn. Đắc ý. Bánh xốp, bánh thịt, táo ngọt, đậu phụ thối. Ở lại nhà trọ, dựng lều ngoài trời. Quan khách lần sau lại tới nhé, công tử anh tuấn quá. Đến sư tôn thích gì cũng không biết lấy gì để tranh giành với ta. Ngươi... Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trời tối rồi, đêm nay dựng lều ở đây đi, chia nhau ra tìm củi. Sư muội, ta cũng đi với muội đi, ta có lời quan trọng muốn nói với muội. Ta là vị hôn phu của sư muội, sư bá có lời quan trọng gì không thể nói thẳng trước mặt ta sao? Trước đó nhận được tin tức muội cầu cứu, nhưng sau đó lại sống chết mặc bay, có phải sư muội có gì khó nói không? Đó là xem ra đêm nay phải ra tay trước rồi. Ta cùng ngươi đi kiếm củi, thuận tiện giải thích rõ ràng chuyện này. Đó đương nhiên là tốt nhất. Ừ. Chuyện kêu cứu thực ra là một sự hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Ta rất cảm tạ nhị sư huynh lúc đó giúp đỡ ta, nhưng chuyện này sau này không nên nhắc lại nữa. Hiểu nhầm, nhưng... a, Vân Trình gặp nguy hiểm. A sư muội vẫn chưa nói xong mà. Tiếng có lẽ truyền từ bên đó qua, sao lại không thấy ai? Vân Trình! Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Có ma vật lén tấn công, ta vốn định tự giải quyết nó, nhưng... Sư tôn và nhị sư bá ở riêng nói chuyện, ta ghen nên phân tâm. Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi băng bó. Đa tạ sư tôn. Sau này, vào thời khắc quan trọng, đừng để bị phân tâm nữa. Sư tôn đang lo cho con sao? Sư tôn thật tốt. Ngươi lại gần quá rồi đó. Bên đó không đúng lắm, ta đi xem sao. Ngươi ở lại đây, đừng có chạy loạn. Sư tôn,
Đó chỉ là một con chim thôi mà. Không được, ta không yên tâm. Đám ma vật không có não này làm việc không tốt, vẫn làm kinh động đến sư tôn rồi. Ta qua bên đó xem sao. Đừng qua đây. Nhị sư huynh, huynh cũng bị ma vật đánh lén à? Bọn chúng đột nhiên bao vây, đến cả tín hiệu cầu cứu ta còn chưa kịp phát ra. Hôm sau, vết thương của huynh rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục theo bọn ta trừ ma nữa. Ta đã phát tín hiệu, Triệu Tử Hy sẽ phái người đến đón huynh. Sư muội, ta vẫn có thể tiếp tục. Cứ quyết định như vậy, nghe ta đi. Nhị sư bá, người xem người tự mình còn đứng không vững, sao có thể theo sư tôn chứ? Người tưởng ta không biết sao, chuyện tối qua là ngươi làm phải không? Ngươi đoán xem, nếu ta đem chuyện này nói cho sư muội, muội ấy sẽ xử lý ngươi thế nào? Không thì nhị sư bá thử xem nàng ấy tin ta hay là tin người. Ta có chứng cứ, sư muội đương nhiên sẽ tin ta. Muốn lừa ta, nếu người có chứng cứ thì đã nói lâu rồi, sao còn phí lời ở đây? Nhưng sư muội hận nhất chính là có người lừa muội ấy. Rồi cũng có một ngày người bị phát hiện, rồi hối hận không kịp đây. Vậy nhị sư bá hãy cầu nguyện ta sớm bị phát hiện đi. Thêm một chút nữa là ta và sư tôn sẽ thành thân, trở thành người một nhà rồi. Nghiệp chướng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Hình như ngươi đang vui lắm. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta xuống núi sau khi xác định mối quan hệ, lại chỉ có mỗi hai chúng ta. Đây là hẹn hò. Hẹn... Học được mấy thứ vớ vẩn ở đâu ra đấy? Sao? Sư tôn xấu hổ à? Sương mù tỏa ra. Sao đột nhiên lại nổi sương? Sương này nổi lên nhanh quá, có bất thường, chắc là có liên quan đến ma vật, cảnh giác một chút. Sư tôn yên tâm. Cứu mạng! Hình như có người bị thương, qua đó xem. Này, vị đại ca này, huynh bị thương ở đâu? Chân của ta không động đậy được, hai vị có lòng tốt, giúp ta với. Huynh đừng động đậy, để ta xem vết thương thế nào. Không phải vết thương bình thường, mà là do ma vật làm. Ta cầm máu cho huynh ấy trước, người đi hái chút thảo dược về đây. Được. Lát sau. Cảm ơn cô nương, hôm nay nếu không có cô và tướng công của cô, sợ là ta không thể về được. Hắn không phải tướng công của ta. Không phải tướng công của cô, ta thấy hắn rất quan tâm cô mà. Hắn tự ảo tưởng ta phụ hắn, lừa ta đồng ý thành hôn với hắn. Bình thường, ta hận nhất chính là bị lừa dối. Đợi hắn về, ta muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn. Sao có thể? Sao sư tôn lại phát hiện ra nhanh như vậy? Sư tôn, có phải người nghe thấy chuyện hiểu lầm gì không? Sao ta lại lừa người? Hiểu lầm? Ta uống máu của ngươi, khiên ti cổ trong cơ thể cũng mọc cánh ra rồi. Ngươi dùng cái này để lừa ta, đúng không? Nàng ấy biết thật rồi. Sư tôn, ta chỉ muốn mãi mãi ở bên người, ta không thể mất đi người, ta... Cút ra! Tiêu Ninh, ta kiếp này tuyệt đối sẽ không yêu ngươi. Kiếp này tuyệt đối sẽ không yêu ngươi. Được, được lắm. Sớm biết thế này, ta không nên thả người ra khỏi mật thất. Không nên mê muội vọng tưởng khiến người rung động. Chút phân trình, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta muốn làm chuyện ta nên làm từ lâu rồi. À! Nghịch đồ, to gan, dám khi sư phạm thượng.
Chắc chắn ta sẽ tận tay thanh lý môn hộ. Vậy ta phải làm sao đây sư tôn? Đây là cách duy nhất có thể giữ cho người mà hiện giờ ta biết. Chuyện gì vậy? Vừa rồi không hề nhìn thấy nàng ấy dùng khiên ti cổ. Tỉnh táo lên, mọi thứ vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác của ma vật tạo ra. Ảo giác? Đúng, vừa rồi lúc ngươi đi hái thuốc, ta và vị cô nương này đều bị trúng ảo giác. Bọn ta vừa tỉnh táo lại thì ngươi tới, mở miệng đã nói những điều kỳ lạ. Hóa ra, những lời tuyệt tình đó đều là giả. Đợi lát, vừa rồi sư tôn bị trúng ảo giác là như thế nào? Không có gì, không cần nhắc nữa. Ma vật gần đây có thể tạo ảo giác, lợi hại hơn trước đây nhiều. Chúng ta nên tìm một nơi để dừng chân trước đi, ngày mai trời sáng rồi đi trừ ma. Ừ, nghe sư tôn hát. Hai vị ân nhân cứu mạng, nhà ta ở thôn Tượng Sơn, cách đây không xa, chi bằng hai người tới dừng chân nghỉ ngơi đi. Gần đây không có khách trạm, vị đại ca này bị thương, ta cũng nên đưa hắn về nhà. Vân Trình, dìu đại ca lên ngựa, tối nay chúng ta ở tạm nhà hắn. Sư tôn gọi ta là Vân Trình, chắc là không giận. May mắn, thật không dễ gì mới tiến được một bước với sư tôn, ta không thể để công giả tràng được. Mà sau khi ba người đến, nhà ta có hai cái giường, vị công tử này ngủ cùng ta, cô nương và mẫu thân ta ngủ chung, được không ạ? Không làm phiền mẫu thân của đại ca nữa, ta ngủ dưới đất cũng được. Vậy làm sao được? Sao lại có lý nào để ân nhân cứu mạng ngủ đất? Chi bằng ta và vị đại ca này ngủ đất vậy? Được, quyết định vậy đi. Ai? Sư tôn là ta. Có thể ngủ cùng với người không? Cái gì? Nhà họ không đủ chăn, nằm đất lạnh quá, với lại vết thương của ta lại rách ra rồi, đang sốt. Không tin người sờ thử xem, trán ta nóng quá. Không cần sờ nữa, người ngủ bên mép, mỗi người một bên, không được vượt ranh giới. Ừ, đa tạ sư tôn. Sư tôn. Nếu hắn dám động chân động tay, ta sẽ... Chúc Vân Trình, do người bị thương nên vi sư cảnh cáo ngươi một lần, dừng tay. Sư tôn, mày là sinh thần 14 tuổi của Đồ Nhi, người có thể xuất quan theo ta không? Sinh thần 14 tuổi. Nóng quá, chẳng trách lại bắt đầu nói mớ. Để tay yên đó, tay chữa cho ngươi. Nằm yên không nhúc nhích. Bỏ đi, trị liệu cho hắn trước đã. Không nóng như thế nữa rồi. Một nén hương trước. Nửa đêm gió lạnh, hứng gió nửa canh giờ, theo lý có thể bị lạnh mà phát sốt. Vết thương cũng rách ra, sư tôn mới đau lòng. Có thể chung giường, chung gối với sư tôn, công sức vừa nãy không uổng phí. Sáng sớm hôm sau, ân nhân, mọi người xuất phát sớm vậy sao? Càng sớm thì trừ ma càng tốt, không làm phiền mọi người nữa. Này, đợi đã. Cô nương, y phục của cô bị rách rồi, đổi bộ này đi, sạch đó. Đa tạ bà, ha ha, chỉnh sửa. Cô mặc y phục màu này, giống như... Ta nhận ra rồi, là cô, yêu tinh lừa người 2 năm trước tới thôn ta giả trừ ma. Yêu tinh lừa người? Nương, người nói linh tinh gì đó, đây là ân nhân cứu con, người đừng nói bừa. Ta không nói bừa, 2 năm trước chính là nó đã tới, ta nhớ tên nó mà, tên là Tiêu Ninh. Lúc đó, một mình nó tới,
nói mình trừ ma rất lợi hại. Kết quả, đến pháp chú cũng không nhớ rõ, xém thì hại chết Tiểu Dũng trong thôn. Về sau, trước khi đi còn nói mấy lời kỳ quặc nữa. Chuyện này cũng đừng trách ta, ta đi trước đây, sorry, sorry. Là sorry đó. Tảo lợi, đó là thứ gì? Nói kiểu này ta chưa từng nghe, dù mất trí đi, cũng không nói được, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Nhìn sắc mặt sư tôn, chắc là bắt đầu nghi ngờ chuyện trí nhớ rồi. Ta từng chung sống với Tiêu Ninh đó 2 năm, bây giờ nhớ kỹ lại, đúng là nhiều điểm đáng ngờ. Này, không có điện thoại chơi, thật nhàm chán đó. Chậu đất này không tệ, chơi. Ngày nào cũng ăn cái này ngán rồi, thật muốn ăn KFC ghê. Chỉ là lúc đó bị sự thân thiết của Tiêu Ninh kia với người khác làm cho bất ngờ, bỏ qua nhiều điểm nghi ngờ. Chẳng trách ban đầu ta lại thấy kháng cự kỳ lạ với ả. Bế quan 5 năm, thực tế là trước 2 năm đã xuất quan rồi. Đúng lúc trước 2 năm đó đã có biến động lớn, chẳng lẽ... Sư tôn bị cướp cơ thể? Sư tôn không thể đích thân nhìn thấy bản thân mình, khoảng thời gian đó thế nào, chắc không bao lâu nữa sẽ đoán ra là bị giành mất cơ thể thôi. Nếu là nàng ấy biết ta lừa nàng, có khi sẽ đổi ý không định thân nữa. Nắm chặt, nhất định phải mau giúp sư tôn ý thức được nàng ấy yêu ta. Không biết sự tự tin mèo con ở đâu ra. Xung quanh tượng sơn thôn đầy áp ma trận, với lại đúng là lợi hại hơn trước đây rất nhiều. Người đang bị thương, đừng miễn cưỡng, yểm hộ cho ta là được. Sắc trời đã tối, thôn tử đông, tây, nam, cả ba phía đã trừ sạch ma vật rồi. Những ma vật còn lại ở địa bàn thôn Bắc, nghe nói khá là lợi hại. Chúng ta về thôn ăn chút đồ, nghỉ ngơi chút rồi mai đi sớm được. Ừm. Hai vị tiên sơn. Cảm ơn hai vị tiên trưởng trừ ma, mau ăn chút đồ đi. Buổi tối tiên trưởng ngủ nhà chúng ta đi, ta đã chuẩn bị chăn gối mới cho cô rồi. Tiên trưởng, cô xem đứa bé này của ta không có căn tốt, vậy xin cô nhận nó làm đồ đệ đi. Vị tiên trưởng này, đây là điểm tâm tiểu nữ đích thân làm, cô nếm xem. Còn của ta nữa, có thể được tiên trưởng ăn một miếng cơm tiểu nữ làm, đúng là vinh hạnh của ta. Không cần đâu, ta không cần. Không cần nữa, không cần nữa, ta có đem theo lương khô, thật sự không cần. Khoan đã, nếu ta cố tình khiến sư tôn ghen, vậy có lẽ nào nàng ta sẽ càng dễ nhìn ra tâm ý của bản thân với ta không? Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh, ăn của mỗi người một miếng, được không? À, hắn thật dịu dàng. Tiên trưởng đúng là tài sắc vẹn toàn, phong thần tuấn minh. Ở đây lược hơn 100 chữ. Vậy chi bằng, tối nay tiên trưởng ngủ lại nhà ta đi, ta nhất định sẽ bảo cha ta chăm sóc tốt cho toàn cho hai vị. Chuyện này ta và sư tôn thương lượng đó. Sư tôn, người xem. Ta tự quyết định. Sư tôn, khen rồi ư? Nói nhăn nói cuội. Xin lỗi, sư tôn ta không thích nơi có nhiều người, thế nên ta phải rời khỏi ngay. À, chuyện này... Bước đi nhanh chóng. Tiên trưởng. Sư tôn, cô chắc chắn là không ghen đấy chứ. Ta từ chối bọn họ, bước đi của cô đã nhanh hơn không ít. Nó không có mà. Thật sự không có, còn không thừa nhận. Không có. Cô nghĩ kỹ xem. Câm miệng, mau đi chọn một nơi dựng liều đi. Phải phải phải, đồ nhi đi ngay. Vừa rồi ta thật sự là có sắc mặt không vui sao? Tối qua hắn nói mình bị nóng, ta đã đồng ý ngủ chung phòng với hắn. Về sau, nhìn thấy hắn nóng tới mức nói nhăn nói cuội, ta cũng không đẩy vòng tay hắn ôm ta ra. Thậm chí, lần đó ta vì ma vật cũng bị rơi vào ảo giác, không ngờ mấy thứ ta thấy lại là... Sư tôn,
Cuối cùng ta cũng đợi được ngày này rồi. Hôm qua, trong mộng cảnh, chúc mừng trưởng môn tại vị. Không cần đa lễ, ta cũng không muốn nói mấy lời sáo rỗng vô dụng. Chỉ là có một câu đã cất giữ trong lòng đã lâu, muốn hỏi sư tôn. Người muốn hỏi cái gì? Sư tôn, ta đã trở thành trưởng môn như người mong muốn. Từ nay về sau, môn phái hết thảy đều do ta quản lý. Tất cả mọi thứ của ta đều do người quản lý. Nên bây giờ có thể gả cho ta rồi chứ? Nội quy môn phái ghi rõ, sư đồ không thể thành thân, cũng không thể trở thành tên lữ lâu dài. Bây giờ con là trưởng môn, còn có thể thay đổi quy tắc. Ta... Người không từ chối, thì con xem như người đã đồng ý rồi nhé. Nhất bái thiên địa, phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Sư tôn, cuối cùng ta cũng chờ đến được ngày này. Không đúng, không nên như vậy. Không. Sư tôn. Trong mộng cảnh, suýt nữa mình với hắn đã... Sư tôn sao vậy? Sao đỏ mặt thế? Trời có hơi nóng thôi. Lẽ nào là vì lúc nãy ghen nên không vui sao? Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không ghen vì ngươi đâu. Đúng vậy. Hắn là do mình một tay nuôi lớn, mình là người nhà của hắn, cả đời. Sao có thể có ý với hắn được chứ? Mình đồng ý thành thân với hắn chỉ là giải pháp tạm thời. Chỉ là không muốn tâm huyết bao năm qua lại bị lãng phí như vậy. Không thể hơn được. Hôm nay nghỉ ngơi ở đâu? Gần đây có một căn nhà hoang, ta đã bố trí đơn giản rồi. Được, nhanh qua đó ăn cơm nghỉ ngơi đi. Hai, sư tôn cảnh giác như vậy, cũng không thể bức ép quá nhanh được. Vẫn nên trêu chọc vài lần nữa, để người tự nhận ra là tốt nhất. Vết thương vẫn chưa kết vảy, có thể lợi dụng thật tốt. Sư tôn, y phục và vết thương của ta như dính chặt vào nhau vậy, cần phải cởi ra băng bó lại. Chỉ là tay ta còn đang đau, không tự làm được, người có thể cởi y phục giúp ta không? Cởi y phục? Không được. Tại sao? Hơn chục năm qua, sư tôn đã giúp ta thay áo không biết bao nhiêu lần, tại sao hôm nay lại không được? Không có lý do, chỉ là không được thôi. Sư tôn không giúp đệ tử không thể không cho rằng sư tôn đang thẹn thùng. Đừng có nói linh tinh nữa, vì sư giúp ngươi cởi là được. Nghiêm túc, khoảng cách hắn gần như vậy, quả nhiên là chút vân trình không còn là thiếu niên yếu ớt như lúc bế quan đó nữa. Dựa vào hơi thở, sư tôn không cần thúc giục, nếu như hiếu kỳ, vậy cứ sờ thử xem. Thực ra bình thường sờ cũng thấy mềm, nhưng hơi dùng lực một chút. Nó lại thành cứng. Bỏ tay. A! À! Ngươi ổn chứ, vì sư không cố ý. Không được, vết thương đau. Giờ ta sẽ giúp ngươi băng bó lại. Muốn sư tôn ôm một lát để an ủi, như thế đầu nhi mới có thể nhịn được nỗi đau băng bó. Người bớt đi, lớn đầu cả rồi. Sư tôn cẩn thận. Không thèm quay đầu, đừng hòng chạy, đuổi theo. Chạm đến vết thương. Ta không động đậy được. Người tự bỏ tay ra đi. Cánh tay của ta không động đậy được nữa rồi. Nhìn. Thật sự. Nhìn. Được rồi. Ta có thể hoạt động. Để ta tự lấy.
Chảy nhiều máu như vậy, không chạy được xa nữa. Vết máu biến mất rồi, chắc là nấp ở gần đây. Để ta dùng linh khí thăm dò xem. Kỳ lạ, không ngờ gần đây lại có hơi thở của ta. Cái gì? Bên này, qua đó xem. Đây là trận pháp ta để lại. Có vẻ là thương phái của chúng ta không lầm đâu. Cộng hưởng. Linh khí của ta và sự cộng hưởng của nó. Đúng là trận pháp mà ta để lại rồi. Nhưng ta hoàn toàn không nhớ. Thế nên chắc đây chính là khoảng thời gian mất trí. Tới đây trừ ma và ta để lại. Trận pháp mà Tiêu Ninh giả kia để lại. Có lẽ nào sẽ có sơ hở gì đó. Bị sư tôn phát hiện không? Sư tôn. Chúng ta đuổi theo ma vật đó trước đã. Trở về rồi. Đợi đã. Linh hồn ấn ký của trận pháp này không ngờ lại là của ta. Tuy trận pháp này có hàng trăm sơ hở, nhưng đúng là thuộc về trận pháp cấp cao. Linh khí bình thường đều có cơ thể con người phát hiện ra. Nhưng trận pháp cấp cao và người bày trận có linh hồn liên kết. Linh khí thuộc về ta, nhưng lại bị ấn ký linh hồn của người khác. Vậy chỉ có thể là... gây rồi. Sư tôn biết mình bị đoạt cơ thể rồi. Vân Trình, tu vi của ngươi không thấp, có lẽ có thể nhìn ra được. Trận pháp cao cấp này chứng minh lúc trước vi sư không bị mất trí nhớ mà là bị đoạt xác. Sư tôn nói rõ chuyện này với mình là có ý gì? Lẽ nào người hối hận vì đã định hôn với mình sao? Ồ, đây là hai vị tiên trưởng sao? Ta vừa bảo tên cổ hắc vũ đó đi mời các người làm khách. Sao các người nhanh như vậy đã đến rồi sao? Ma vật hình người. Không đúng. Trên người kháng có khí tức của con người. Có lẽ là vừa chiếm thân thể của một nam nhân. Người to gan thật. Thân là ma vật. Chiếm thân thể của người khác còn dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn ta. Ha ha, ta sợ quá. Ngươi đừng qua đây. Nếu không ta sẽ giết hết tất cả người của thôn Tượng Sơn. Ngươi có đề cao bản thân quá không vậy? Chỉ dựa vào ngươi, trước khi bọn ta giết ngươi, ngươi muốn làm hại một người của Tượng Sơn thôn còn khó, huống chi toàn bộ. Ngươi xem thường người ta sao? Còn nhớ ảo cảnh trước đó không? Đó là ta thiết lập để kiểm tra linh lực của đám người tu tiên các ngươi. Hai người các ngươi phá được ảo cảnh rất nhanh, ắt hẳn linh lực rất mạnh. Nhưng ta rất thèm muốn linh lực của các ngươi. Nên ta nhân lúc các ngươi không ở đây, đã sử dụng ảo cảnh để khống chế tất cả mọi người ở Tượng Sơn thôn rồi. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn đưa linh lực cho ta sẽ tha cho bọn chúng. Nếu các ngươi phản kháng, ta có thể khiến bọn chúng chết trong ảo cảnh ngay lập tức. Được, ta đồng ý đưa linh lực cho ngươi. Sư tôn, mau qua đây, ta đã không chờ được nữa rồi. Hừ, ta trước. Ư, ừ, Vân Trình. Ư. Ừ. À, linh lực thật dồi dào. Làm sao đây? Trơ mắt nhìn hắn chết đi sao? Hay là giúp đỡ tất cả mọi người ở Tượng Sơn thôn? Không. Mình không thể giúp ai cả, vẫn còn có cách tốt hơn, nhất định vẫn còn có cách tốt hơn. Chuyện gì vậy? Vân Trình hắn đang hút lấy ma lực của ma vật này sao? Không, buông ta ra, mau buông ta ra. Không kịp nữa rồi. Khốn kiếp, chỉ có thể từ bỏ thân thể này thôi. Cuối cùng cũng bắt đầu thôn phệ ma lực rồi. Vậy ngày trở về nhà cũng không xa nữa rồi. Đệ đệ thân yêu của ta. Vân Trình, ngươi thế nào rồi? Đừng qua đây. Ma lực lúc nãy ta hấp thụ có điểm dị thường. Có khả năng sẽ không áp chế được.
Thơm quá. Ta đang rất nóng lòng, muốn xé nát người ăn vào bụng. Tiêu rồi, hắn ta đang bị ma lực khống chế tâm trí. Chúc Vân Trình, mau tụ khí ngưng thần, điều chỉnh lại tâm trí của bản thân. Mùi hương của ngươi rất dụ hoặc. Nhưng mà cái miệng này ồn ào quá. Hay là để ta ăn nó trước nhé. Hắn không nghe vào tai những lời này nữa rồi. Phải dùng khương ti cổ cưỡng chế đánh thức hắn. Không ổn. Lúc này ma lực của hắn đang bị mất kiểm soát. Nếu khản ti cổ lại kích thích tạo ra đau khổ, nói không chừng sẽ xúc tác sự bạo lực khát máu của hắn. Vân Trình, nhìn vào mắt ta, ngươi có thể khống chế những ma lực này. Ngươi tuyệt đối không làm hại ta, đúng không? Ta không khống chế được, ta không khống chế được. Vân Trình, ngươi có tin ta không? Nào, qua đây, đến bên cạnh sư tôn. Ta có thể dùng hồn lực của bản thân giúp ngươi ổn định ma tức. Ngươi đừng kháng cự có được không? Được. Ma tức dần dần dịu xuống. Ngươi đã đỡ hơn chưa? Dạ rồi. Trải qua chuyện lúc nãy, sư tôn chắc chắn đã phát hiện mình là ma tộc cấp cao. Phải giải thích với người như thế nào đây? Vân Trịnh áp chế được ác ma hình người lúc nãy, chắc chắn là ma tộc cấp cao. Nhưng lúc mình quyết định nhận nuôi hắn đã đoán được chuyện này. Bây giờ vạch trần thân phận của hắn cũng chẳng có ích lợi gì. Sư tôn, lúc nãy ta... Không cần đâu. Chuyện hôm nay đừng nói với bất kỳ ai. Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Dạ. Quả nhiên sư tôn rất yêu mình. Điểm thương phái. Phù, vết thương ở chân đã khỏi, cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ rồi. Cũng đến lúc nghĩ cách để sư tôn nhìn rõ bộ mặt thật của Vân Trịnh rồi. Hử? Đó là thứ gì? Cửa phòng vẫn đã được đóng kỹ. Lúc nãy mình cũng không có nghe thấy tiếng động gì. Điểm thương phái còn có cao thủ giỏi thế này. Ví gì thế? Đây là một lọ bột ma vật. Hy vọng ngươi sẽ dùng đến. Bột linh hạch của ma vật. Đây tuyệt đối không phải do người trong phái tặng. Rốt cuộc là ai? Sao người đó lại biết? Mình vừa hay còn dùng cái này. Có điều không cần biết là ai. Nếu người đó đã tặng thứ quý báu thế này, thì không nên lãng phí. Chỉ cần lấy cái bình này, rải trong thẩm thức của Chúc Vân Trình, thì sẽ chứng minh được hắn cấu kết với ma giới. Đến lúc đó, nhẹ thì sư muội sẽ rời xa hắn, nặng thì theo quy tắc của môn phái, phế hắn chắc rồi. Điểm thương phái. Lát nữa, ta sẽ báo cáo với các trưởng lão về ma vật mạnh mẽ ở thôn Tương Sơn. Linh lực của ngươi vẫn chưa ổn định, về Ninh Tâm Các nghỉ ngơi đi. Nhưng ta không muốn rời xa sư tôn một chút nào hết. Ngươi đừng có làm. Ha ha, hai người cuối cùng cũng trở về rồi. Hôm qua tìm thấy một chút bột linh hạch của ma vật ở chỗ Chúc Vân Trình. Sau khi ba vị trưởng lão thương lượng, cho rằng hắn rất có khả năng cấu kết với ma vật. Đi, mau chóng theo bổn trưởng môn đến phòng trừng phạt để thẩm vấn. Cái gì? Triệu Tử Vọng, người và ta có thù, nhưng cũng không cần dùng đến cách này để vu oan Chúc Vân Trình. Ngươi yên tâm, bổn trưởng môn quang minh chính đại. Đại trưởng lão, người trực tiếp dẫn hắn qua đây luôn đi, ta lười phí nước bọt với hắn. Vâng. Vu oan giá họa, xem ra phải đổi cách giải quyết chuyện này rồi. Đại trưởng lão chờ đã, thật ra những bột linh hạch đó là do ta để lại. Cái gì? Chỗ bột đó rõ ràng là mình. Dưới tình huống không hiểu rõ sự tình, sư muội không nghi ngờ Chúc Vân Trình thì thôi, lại còn nói dối để bao che hắn. Ngươi để lại,
Người có biết bản thân đang nói gì không? Hơ hơ. Ha, vốn dĩ là muốn trừng phạt mỗi đồ đệ. Không ngờ cô ta lại tự dâng đến lửa. Ta là nói, đó là tư liệu để ta nghiên cứu ma vật. Xem như là vật được bản thân giữ bên người, đúng không? Mặc dù bột linh hạch được phát hiện trong phòng chúc Vân Trình, nhưng không có cách nào chứng minh được hắn cấu kết với ma vật. Bây giờ, Tiêu Ninh khẳng định là do cô ta để lại, sợ là chỉ có thể giải quyết như vậy. Trưởng môn, nếu là vật không được giữ bên người, theo quy định thì phải tịch thu và cấm túc một tháng. Cái gì? Cấm túc một tháng? Rõ ràng là ta không nói trọng điểm. Sợ là theo đuổi nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Nghe ta, cứ phạt như vậy đi. Được được, cấm túc ngươi một tháng. Trước khi chuyện này ra rõ ràng, đồ đệ của ngươi cũng phải ở cùng ngươi. Đa tạ sư tôn. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta. Trưởng lão bọn họ còn chưa đi. Vậy ý của sư tôn là trưởng lão bọn họ đi rồi thì ta có thể chạm sao? Ngươi đừng có xuyên tạc ý của ta. Hừ, không biết liêm sĩ. Bổn trưởng môn đồng tình với ngươi. Sư muội, ta sẽ không buông tay như vậy đâu. Sư tôn đang phiền lòng vì chuyện cấm túc sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ tra rõ chuyện bột linh hạch, trả sự trong sạch cho ngươi. Ngươi buông ta đã. Không buồn. Chuyện sau này chúng ta phải làm còn nhiều lắm. Ta đang giúp sư tôn thích ứng từ từ. Ha, trong này chỉ có hai người chúng ta. Sư tôn vẫn dễ xấu hổ như vậy. Ta chưa từng xấu hổ. Vân Trình, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Cái... Người cũng biết ta bị đoạt xá. Người ở bên ngươi không phải ta, Tiêu Ninh ngươi thích cũng không phải ta. Cho nên chúng ta không cần tiếp tục hôn ước này. Sư tôn, ý người là người không cần ta nữa. Không, người không thể không cần ta. Sư tôn, người nghe ta giải thích. Ta không hề thích sư tôn giả mạo kia. Cũng không có dính líu gì đến ả ta. Ngươi đừng hiểu lầm. Không có dính líu gì. Nhưng lúc trước rõ ràng ta đã xác thực hai người từng ở bên nhau. Ta không phải cô ta. Ngươi không cần phải lừa dối người. Lừa mình dối người? Hả? Chi bằng sư tôn rút trùng mẫu trong người ra xem đôi cánh đó có còn hay không? Sao lại vậy? Theo những gì mình biết, thì thuật khản ti cổ là một khi hai bên hòa hợp, cánh của trùng mẫu là vĩnh viễn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cổ thuật không phải thuật chính của chúng ta sao? Cho nên sư tôn không biết điểm mấu chốt nằm ở đâu. Nếu người thi cổ uống máu của người trúng cổ, thì tạm thời trùng mẫu trong cơ thể cũng sẽ mọc cánh. Nên là sư tôn, ta chưa từng thân thiết với kẻ đoạt xá kia. Đó chỉ là thủ đoạn ta lừa người chịu trách nhiệm với ta thôi. Ngươi vậy mà, lại to gan làm liều như vậy. Phải, ta đã lừa người, ta nhận sai, nhận phạt. Người đánh người mắng cũng được, mắng ta cũng chẳng sao. Nhưng mà, đừng giả trừ hôn ước với ta có được không? Nếu vậy, trước kia người mà ngươi giam cầm để có được, ta cũng là Tiêu Ninh giả kia. Tất cả mọi chuyện đều vì ngươi động lòng với Tiêu Ninh giả nên mới bắt đầu, chẳng phải sao? Sư tôn mà, ngươi có còn nghĩ kỹ lại không? Trước kia ta giam cầm người, đã xảy ra những gì? Gần đây sư tôn rất thân thiết với La Văn Tu, mình phải nhắc nhở người thêm lần nữa. Vân Trình, ngươi đã lớn rồi, lại chơi trò gì nữa vậy? Thôi vậy, mình không quản được nhiều như vậy. Đây là lần cuối ta nhắc nhở sư tôn. La Văn Tu chắc chắn không phải người lương thiện. Người nên cách xa hắn một chút thì hơn. Sao lại nói nhị sư huynh như thế? Gần đây hắn ức hiếp ngươi sao? Đã gần 2 năm sư tôn chưa vào chạm vào trán mình như thế.
Sao hôm nay? À, quên mất ngươi đã lớn như vậy rồi, không thể xem ngươi là con nít nữa. Sư tôn, người không nên chọc ghẹo ta vào lúc con định từ bỏ người. Ta đổi ý rồi, tối nay chuẩn bị nhuyễn cốt tán cho sư tôn vậy. Nếu không đoán sai, thì sư tôn lúc đó đã đoạt xá lại rồi đúng không? Đúng vậy. Lúc đó khi ta đang tu luyện, đã đột phá bình cảnh. Sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong bế quan thất. Hôm nay nghĩ lại, chắc lúc đó người đoạt xá vừa hay quay về bế quan thất. Ta đoạt xá lại nên tưởng bản thân vừa xuất quan. Nên là, người xem, khi đó tuy ta không hoàn toàn nhận ra sư tôn giả kia. Nhưng bây giờ, người nên biết, trong lòng ta đã chia hai người ra từ lâu. Người ta ái mộ trước nay chỉ có một mình người. Không ngờ Vân Trình thật sự thật lòng với mình. Nhưng mà... chúng ta vẫn nên giải trừ hôn ước thì hơn. Tại sao? Ta đã giải thích rất rõ ràng rồi. Người ta ái mộ là người, sư tôn. Tại sao còn đối xử với ta như thế? Vì sao ư? Vì tình nghĩa 7 năm sớm chiều gắn bó bên nhau của sư đồ chúng ta. Từ khoảnh khắc ta nhặt được ngươi, ta chẳng có mục đích gì. Sau khi xuất quan, ta phát hiện ra chúng ta đã từng ở bên nhau nên đã đề nghị thành thân. Cũng là bởi vì không biết tình cảm của ngươi sâu đậm, nên ta muốn trấn an ngươi. Cho rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian thì ngươi sẽ buông bỏ chấp niệm. Chúng ta sẽ trở lại mối quan hệ sư đồ như trước đây, tiếp tục kế hoạch làm chủ giáo phái. Nhưng giờ đây vi sư đã biết tình cảm của ngươi, làm sao vi sư có thể tiếp tục kéo dài thời gian đây? Người mà ta ái mộ, trước giờ chỉ có một người đó là sư tôn. 8 năm bên nhau sớm tối, năm này qua năm khác. Mỗi ngày ta đều nhìn ngươi trưởng thành, hy vọng ngươi nhanh chóng trở thành trưởng môn, hiểu được tâm nguyện của ta. Nhưng ta càng hy vọng cuộc đời này của ngươi được hạnh phúc viên mãn. Không đặt chân tình sai chỗ, không cần dành nửa đời còn lại chung sống với một người muốn lợi dụng ngươi như ta. Chúc Vân Trình, ngươi hỏi ta vì sao vẫn muốn hủy hôn sao? Thật ra lý do rất đơn giản. Trong lòng ta không có một chút tình cảm nào với ngươi. Ta không muốn ngươi vì ta mà lãng phí cả một đời. Sư tôn, thật ra người thích ta, chỉ là người không nhận ra mà thôi. Đó là do ngươi bị ảo tưởng, ta chỉ muốn lợi dụng ngươi nên mới đối xử tốt với ngươi một chút mà thôi. Được, cho dù sư tôn thật sự không thích ta một chút nào cũng không sao cả. Nhưng sư tôn đã nói với các trưởng lão về chuyện hứa hôn của hai chúng ta, nếu bây giờ hủy hôn, chúng ta chắc chắn sẽ bị Triệu Tử Vọng chế giễu. Tuy rằng ta không muốn bị bao cỏ kia chế giễu, nhưng tất cả những gì ta muốn trong cuộc đời này chính là được ở bên cạnh sư tôn. Cho dù người sẽ không bao giờ yêu ta, ta vẫn cảm thấy mãn nguyện. Người nói những lời này, có biết nó có nghĩa là gì không? Thành thân với người không yêu ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Sư tôn, người hãy coi ta như một quân cờ của người đi. Dùng thành thân để trói buộc ta, lợi dụng ta, đời này kiếp này, tuyệt đối đừng buông tay. Nếu không, ta thật sự không biết sau này ta sẽ sống ra sao nữa. Không ngờ hắn lại dùng tính mạng của mình để níu kéo ta, nếu ta vẫn kiên quyết hủy hôn e là... Bỏ đi, bây giờ ta không nhìn thấu được ngươi, ta cũng không ép ngươi nữa. Đợi sau này ngươi hối hận lúc đó hủy hôn cũng được. Vậy ý của ngươi là chỉ cần ta không hối hận thì ngươi sẽ không bỏ rơi ta có phải không? Ta biết sư tôn tốt nhất mà. Ngươi đừng vui mừng quá sớm, nếu sau này ngươi còn lừa gạt thì ta sẽ không khoan dung nữa đâu.
Ta thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa gạt sư tôn. Nếu còn có lần sau, Đồ Nhi sẽ để mặc cho sư tôn trừng phạt. Nhất định sẽ làm một cách bí mật, như vậy sẽ không bị sư tôn phát hiện ra nữa. Ngoài rừng rậm của phái Điểm Thương, lần trước cho La Văn Tu buộc linh hạch hầu như đều thất bại, lần này chỉ có thể tàn nhẫn chút thôi. Song song nhập vào, đây chính là thân thể của người tu tiên sao? Quả nhiên là linh hoạt hơn nhiều so với người phàm. Có vẻ như các ngươi rất hài lòng với hai bộ thi thể này. Đa tạ ngài đã ban tặng hai bộ thi thể này cho chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ trà trộn trong bang phái để hấp thu linh khí, ma lực nhất định có thể tăng vọt. Cái này không phải cho không các ngươi đâu. Coi như báo đáp ta, các ngươi phải giúp ta làm một việc. Là việc gì? Mấy ngày nữa, các ngươi phải cố tình để lộ bản thân, bị người của phái Điểm Thương phát hiện rồi bị chúng bắt lại. Đến lúc đó các ngươi chỉ việc nói mình cấu kết với Trúc Vân Trình nên mới vào đây, hiểu chưa? Nhưng, nếu làm như vậy không phải chúng tôi sẽ xong đời hay sao? Yên tâm đi, sau khi xong việc ta sẽ đổi cho các ngươi hai bộ thi thể càng tốt hơn. Nếu như các ngươi không đồng ý thì bây giờ cút luôn đi. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cắn chặt Trúc Vân Trình đến chết cũng không nhã. TU Tâm Đường, cái gọi là hài hòa giữa con người và thiên nhiên, luyện tinh hóa khí. Cần phải tập trung tưởng tượng, giữ im lặng. Sư muội vậy mà lại tin tưởng Trúc Vân Trình như thế, xem ra sau khi hết cấm túc, muội ấy chắc chắn sẽ đi điều tra về chuyện bột linh hạch. Để tránh gặp rắc rối, mình vẫn nên tìm một người để gánh tội thay mới được. Này, hôm nay có phải là ngày mà vị đại nhân huyền bí kia đã dặn chúng ta hành động hay không? Hình như là phải. Vậy thì còn chờ gì nữa? Bây giờ chúng ta chủ động bại lộ luôn đi. Sao Tu Tâm Đường lại có hơi thở của ma vật? Chúng phát ra từ đâu vậy? Là hai người kia. Không biết gốc gác của bọn chúng, không nên bứt dây động rừng, tạm thời đi báo với trưởng môn trước. Các trò tự mình ôn lại trước, vi sư đi một lát rồi sẽ về. Có vẻ như mình đã tìm được cừu thế tội rồi. Ninh Tâm Các. Buồn rầu không vui. Sư tôn, sáng ra người đã ngồi ở đây uống rượu giải sầu, phải chăng người đang có tâm sự gì sao? Không có gì, chỉ là bị cấm túc nên ta thấy hơi nhàm chán mà thôi. Vậy ta nói cho sư tôn nghe một chuyện, người nghe xong nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ. Sao lại ngồi sát như vậy hả? Người nói đi. Sư tôn ngồi gần ta một chút. Người ngồi xa như vậy sẽ không nghe thấy ta nói gì đâu. Ta đâu có điếc. Rốt cuộc người có nói hay không? Không nói thì ta đi. Ấy, ta nói. Hôm qua ta đưa cho đệ tử hay mang thức ăn tới một chút đồ tốt, kêu bọn họ sáng sớm hôm nay đi cúng tế sư tổ rồi. Ngươi, biết hôm nay là ngày giỗ sư tôn của ta. Đương nhiên rồi. Sư tôn quan tâm điều gì ta đều biết. Ta còn biết sư tôn cố chấp với chức vị trưởng môn như vậy cũng là vì sư tổ. Thật ra, lúc sư tôn vẫn còn, nguyện vọng lớn nhất của người là mong ta kế nhiệm chức vị trưởng môn. Ta là cô nhi, nghe nói vào một ngày tuyết rơi rất lớn, ta được sư tôn đi trừ ma đi ngang qua nhặt về. Oe oe oe. Sư tôn, tối nay chúng ta hầm ngỗng đi. Người dành tâm huyết nuôi dưỡng ta trưởng thành, dạy ta tu luyện.
Ta không những trở thành nữ đệ tử duy nhất mà còn nhận được chân truyền của sư tôn, trở thành người kế nhiệm do người đích thân lựa chọn. Ta không có gì để báo đáp, việc duy nhất ta có thể làm đó là bản thân không ngừng tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của người. Tiếc là sư tôn, bụng rỗng uống rượu rất dễ say, người đợi một lát, ta đi làm cho người vài món khai vị có được không? Không, không cần. Cho dù uống say rồi, ta cũng sẽ không. Quên mình đã từng thề ở trước mộ của sư tôn. Tiêu diệt những kẻ vô dụng, khống chế môn phái. Hừ, có vẻ như người đã uống say rồi. Sư tôn, người yên tâm đi, những việc mà người muốn làm, ta nhất định sẽ giúp người thực hiện. Thật sao? Vậy thì ngươi thực sự rất ngoan. Thực ra sư tôn tin tưởng ta nhiều hơn sư tôn nghĩ. Chỉ là trái tim của người giống như một rương kho báu bị khóa. May mà cuộc đời này của ta đều là của người. Ngày tháng còn dài, ung dung mưu tính, cuối cùng ta cũng sẽ lấy được chìa khóa để bước vào trái tim của người. Đầu đau quá. Quần áo trên người ta. Sư tôn, vừa nãy người ngồi ngoài hiên, quần áo bên ngoài đều bẩn cả rồi, ta giúp người cởi ra cho dễ ngủ. Tiểu tử thối nhà ngươi, có phải ngươi lại có ý định xấu xa gì hay không? Đồ nhi không dám. Sau đó hắn thật sự chỉ giúp ta cởi bỏ lớp áo bên ngoài, hình như hắn có chút thay đổi rồi. Sư tôn, người tỉnh rồi sao? Cháo đậu xanh có thể làm giảm bớt chứng đau đầu sau khi say rượu, người ăn chút đi. Trong thời gian cấm túc không được phép đi ra ngoài, bát cháo này chắc là do hắn tự mình nấu. Đậu xanh cần phải ngâm trước vài canh giờ, sau khi nấu xong phải phí rất nhiều công sức để giữ cho cháo không nóng không bị nguội như vậy. Ta tự mình ăn là được. Được, người ăn cẩn thận coi chừng bị bỏng. Trong bụng nóng hầm hập, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Tiêu Ninh, mau dẫn theo nghịch đồ của ngươi cút ra đây cho ta. Triệu Tử Vọng, mới sáng sớm ngươi lại đến Ninh Tâm Các của ta náo loạn cái gì hả? Lần này ta không phải đang đùa giỡn với ngươi đâu. Đêm qua bắt được hai kẻ gian ác dám đoạt xá đệ tử của môn phái ta, bọn chúng đã khai ra kẻ lén thả bọn chúng vào đây. Chính là Trúc Vân Trình. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Hai người này có chứng cứ rành rành. Ngươi không tin bọn ta cũng không thể tùy theo ý ngươi được. Trúc Vân Trình bị ma quỷ mê hoặc, dựa theo quy củ môn phái phải phế bỏ tu vi. Nếu không tuân theo, giết ngay tại chỗ. Ha, đám lão già thất phu này, quả nhiên là... A, Vân Trình, các ngươi thả hắn ra. Chết tiệt, căn bản không thể dãy ra được, không ngờ bọn họ lại dùng thần khí nô tiên mà sư tôn lưu lại để đối phó chúng ta. Mấy vị trưởng lão già rồi mất trí hay sao? Xuống. Khốn kiếp. Này, ta còn tưởng ngươi có nhiều bản lĩnh lắm cơ. Kết quả là ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đồ đệ của mình bị phế bỏ tu vi. Triệu Tử Vọng, bây giờ không động đậy được, mình độ một nửa linh khí cho Vân Trình trước, giúp hắn giữ lại linh căn.
một canh giờ sau, chỉ còn hơi tàn. Vân Trình, sư tôn đang ở bên cạnh ngươi, kết thúc rồi, đều qua cả rồi. Ba vị trưởng lão, chúng ta đi thôi. Tên tiểu tử này bây giờ đã là một kẻ vô dụng, không có gì đáng để xem nữa. Ngươi yên tâm. Chuyện ngày hôm nay, sau này vi sư nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá gấp bội. Các vị trưởng lão cũng thật là tùy tiện, tìm một người nào đó đem bọn chúng đóng đinh lên cửa chùa không phải là được rồi à? Cứ ép ta phải đi mới được. Cái gì mà để tăng thêm danh tiếng? Bây giờ ta đã là trưởng môn rồi còn phải làm mấy chuyện vặt vãnh này hay sao? Phiền chết đi được. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Chúc mừng trưởng môn đã trừng phạt được nội gián. Ngươi là đệ tử tên Thẩm Duy, là đại đệ tử của La Văn Tu. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi tên Thẩm Duy, đại đệ tử của La Văn Tu. Hôm nay lúc truy bắt hai con quỷ này ngươi đã góp không ít công sức. Đúng là đệ tử. Trưởng môn còn nhớ đến đệ tử vô cùng vinh hạnh. Trưởng môn, người, đang muốn đi làm chuyện gì vậy? Đừng hỏi nữa, đại trưởng lão bảo ta đóng đinh hai tên nghiệp chướng này ở trước cổng chùa, ta đang thấy phiền đây. Nếu trưởng môn tin tưởng đệ tử thì có thể giao công việc lặt vặt này cho ta. Vậy thì tốt quá. Chuyện này giao cho ngươi đấy, bổn tọa đi ngủ đây. Ngài thật sự đến cứu chúng tôi rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Thân thể mới của chúng tôi là ai vậy? Bây giờ chúng ta trực tiếp đi đoạt xá ư? Yên tâm đi, ta đều sắp xếp cho các ngươi cả rồi. Tới cổng chùa thì SFX mong đợi. Nếu như để cho các ngươi còn sống thì khả năng bọn ta bị bại lộ sẽ rất cao. Hy sinh vì kế hoạch to lớn của Ma Tôn, đây chính là vinh hạnh của các ngươi. Thông thường, người bị ép phế bỏ tu vi không những bị hủy đi linh căn mà còn phải chịu nhiều đau đớn về thể xác. Ta vốn cho rằng chỉ cần giữ được linh căn của Vân Thành thì hắn sẽ không phải chịu loại thống khổ này, không ngờ vẫn không được. Sư tôn, ta cảm thấy đỡ hơn rồi. Đừng lãng phí linh lực nữa. Nằm xuống đây, với ta có được không? Ta muốn nằm bên cạnh sư tôn. Sư tôn, cầu xin người, nằm bên cạnh người ta sẽ không có cảm thấy đau nữa. Người yên tâm, trong cơ thể hai đệ tử bị đoạt xá kia có nguyên thần ma vật này đã bị loại bỏ. Sau khi chữa trị xong, khoảng 3 đến 5 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó chúng ta có thể dò hỏi thông qua bọn họ để điều tra về chuyện này. Được, để rửa sạch nỗi oan khuất này của đồ nhi, tất cả đều dựa vào sư tôn cả đấy. Sư tôn, cảm ơn người. Trước đây khi còn ở ma giới, đau đớn và tủi nhục ta phải gánh chịu còn nhiều gấp vạn lần hôm nay, nhưng chẳng ai quan tâm. Nay được sư tôn quan tâm như vậy, cho dù có bị rút xương lột da, ta cũng thấy đáng giá. Cảm ơn tên phế vật Triệu Tử Vọng kia đã cho ta có cơ hội được gần gũi với sư tôn. Sau này khi giết hắn, có thể cho hắn được chết toàn thây. Thư phòng của Triệu Tử Vọng. Tên Triệu Tử Vọng vô dụng kia có thể làm trưởng môn, tất cả đều dựa vào ba vị trưởng lão ra sức ủng hộ. Nếu có thể chia rẽ bọn họ, tất nhiên hắn sẽ rớt đài. Trước đây vì ba vị trưởng lão đã tận tâm tận lực bảo hộ danh tiếng môn phái, vậy nên mới gọi bọn họ một tiếng trưởng lão, không muốn để tranh đấu giữa mình và Triệu Tử Vọng làm ảnh hưởng đến họ. Nhưng hôm nay bọn họ không cho phép giải thích đã cưỡng chế trừng phạt Vân Trình, thực sự là già rồi lẩm cẩm,
không phân rõ phải trái, không đáng để kính trọng nữa. Hơn nữa bây giờ dưới núi và môn phái đều xuất hiện ma tộc biết đoạt xá, sau lưng chắc chắn là có người chỉ điểm. Nếu như thông qua việc chia rẽ Triệu Tử Vọng với các vị trưởng lão có thể làm rối loạn cục diện, nói không chừng có thể dụ được người kia lộ ra sơ hở. Ngay cả khi việc này không dụ được người đó ra, khiến cho Triệu Tử Vọng và các vị trưởng lão đấu đá lẫn nhau, đối với ta và Vân Trình mà nói chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Triệu Tử Vọng, trả lại cho ngươi một phần quà lớn, đừng khách sáo. Điểm thương ký sự. Triệu Tử Vọng này chữ như gà bới, mô phỏng một ít thôi cũng thấy ghê tởm. Bổn trưởng môn mới là chủ, ba vị trưởng lão quản ta khắp nơi, quả thực là vượt quá bổn phận. Hy vọng ba vị trưởng lão từ nay hãy coi ta là chủ. Ngoài ra, nhị trưởng lão làm việc hời hợt, phải học hỏi đại trưởng lão và tam trưởng lão nhiều một chút. Đống văn thư này đều là nội dung mà hắn phải báo cáo với các vị trưởng lão trong vài ngày tới, để lẫn vào bên trong chắc chắn sẽ bị họ nhìn thấy. Đến lúc đó, với túi rơm như Triệu Tử Vọng, hắn chắc chắn không thể giải thích rõ ràng được. Vì thế, giữa bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra hiềm khích. Ngày hôm sau, Ninh sư muội, nhị sư huynh, nghe nói vài ngày trước Vân Trình đã bị phế tu vi, ta đã cố ý mua một số loại thuốc tốt nhất để cho hắn tu bổ linh căn. Không cần đâu, sư tôn đã chuẩn bị rất nhiều thuốc tốt cho ta, người còn tự mình giúp ta điều tức từng ly từng tí một. Khụ, có gì muốn nói thì nói cẩn thận, bỏ tay ra trước đi. Hả? Cái gì cơ? Sư tôn bảo ta nắm tay người cẩn thận hơn sao? Bầu không khí này. Ta đi một lát, đi lấy thuốc đã sắc xong bưng tới đây cho ngươi. Nhanh chóng chạy ra khỏi chiến trường thảm khốc. Sư tôn vất vả rồi. Ha! Chúc Vân Trình, ngươi cứ bám lấy sư muội như thế này thì có tác dụng gì? Ta và ngươi đều biết, thứ mà nàng ấy muốn là quyền khống chế toàn bộ môn phái. Bây giờ ngươi chỉ là một tên phế vật không hơn không kém, ngươi còn có thể giúp được gì hả? Vậy còn ngươi thì sao? Cho dù ngươi không bị phế nhưng muốn giúp được sư tôn, ngươi phải tu thêm 180 năm nữa nhỉ? Đừng có cứng miệng nữa, ngươi không cảm thấy sư muội ta đang thương hại ngươi hay sao? Giống như đang thương hại một con chó. Vất vả nuôi lớn nó nhưng nó chỉ biết sủa lại không biết cắn người. Là văn tu. Sư muội, hắn là đồ đệ của ta, về công về tư đều không đến lượt nhị sư huynh dạy dỗ hắn. Mời huynh về cho, về sau đừng tùy tiện tới Ninh Tâm Các, tránh làm ảnh hưởng đến Vân Trình. Sư muội, ta không có ý đó, ta chỉ là... Người không nghe thấy sư tôn nói gì sao? Mời người về cho. Đừng làm phiền chúng tôi. Cáo từ, hắn đi rồi, ngươi có thể bỏ tay ta ra được rồi. Được thôi, nhưng trước khi buông tay, vẫn phải cảm ơn sư tôn đã bảo vệ ta. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, mau uống hết thuốc cho ta. Ngửi mùi thôi đã thấy đắng, có thể, không thể. Văn Vũ Hiên, sắc mặt của sư tôn khó coi thế. Vừa rồi người tới Ninh Tâm Các lẽ nào không gặp được chuyện tốt gì sao?
Lạ thật, trước kia lúc nào ngươi cũng cung kính lễ phép, sao dạo này ngươi càng ngày càng không có phép tắc vậy? Ngươi dùng bột lệnh hạch của tà ma Vu Oan chúc Vân Trình rồi còn có tư cách gì để dạy dỗ đồ đệ phải tuân thủ phép tắc kia chứ? Sao ngươi? Sao ta lại biết ư? Bởi vì thứ đó là ta đưa cho ngươi sau khi ta đoạt xác Thẩm Duy đấy. Rốt cuộc ngươi là ai? Đoạt xá Thẩm Duy từ khi nào? Từ lúc chân ngươi bị thương đó. Chân bị thương, lâu như vậy rồi mà ta lại không hề nhận ra. E rằng tu vi của người này vượt xa cả ta. Đừng lo, ta đến đây cũng chỉ vì ta muốn đối phó Chúc Vân Trình mà thôi, không có hứng thú gì với ngươi cả. Vậy, tại sao ngươi lại muốn đối phó hắn? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết. Nếu như ta bị lộ thì chuyện trước đó ngươi dùng bột linh hạch Vu Oan Chúc Vân Trình cũng sẽ bị lộ theo. Khó khăn lắm ta mới đạt được sự tín nhiệm trong môn phái, chuyện đó nhất định không thể bị lộ ra ngoài, nếu không thì mọi cố gắng của ta sẽ sụp đổ trong phút chốc. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta sẽ duy trì quan hệ sư đồ ở trước mặt người ngoài, thời gian còn lại ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm theo. Ha, ngươi cũng coi như thông minh đấy, giống với câu mà người phàm các ngươi thường hay nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các ngươi, người phàm. Vậy thì, trước tiên ngươi hãy đi đến chỗ tên trưởng môn phế vật kia rồi cầu xin hủy bỏ lệnh cấm túc cho Chúc Vân Trình đi. Vừa rồi không phải ngươi nói muốn đối phó hắn. Ngươi không cần quan tâm, cứ làm theo là được. Được, chỉ khi hủy lệnh cấm túc, hắn mới có thể tiếp xúc với ma khí trong cấm vực nhanh hơn. Hắn nóng lòng muốn nâng cao linh lực, chắc chắn sẽ không nhịn được. Sư tôn, ta cảm thấy có hơi khó chịu, sắp không chịu được rồi. Trong lúc tu luyện không nên nói lung tung, linh lực suýt nữa bị loạn rồi đấy. À. Phù, xong rồi. Ta về phòng đây. Chắc ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Thứ mà muội ấy muốn là quyền khống chế toàn bộ môn phái. Bây giờ ngươi chỉ là một tên phế vật không hơn không kém, ngươi có thể giúp được cái gì? Cứ tiếp tục như vậy, không biết bao giờ ta mới trở thành cánh tay đắc lực của sư tôn. Sư tôn về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta tiếp tục luyện thêm một lát. Hôm nay đã luyện đến cực hạn rồi, ngươi có nóng vội cũng không được. Ta muốn thử đột phá cực hạn. Không được, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi. Tính ra cũng sắp đến giờ rồi đấy. Đúng lúc hủy bỏ lệnh cấm, ta đưa ngươi đi xem trò vui. Ồ, nghe lời, ta là sư tôn ngươi đấy. Được, ta biết rồi, người, ta yêu, nhị trưởng lão với tam trưởng lão có chuyện gì vậy? Ngày nghị sự đều cùng nhau báo bệnh, nhất là nhị trưởng lão, ta đến thăm đều bị ông ấy từ chối gặp ở ngay ngoài cửa. Lén lén lúc lúc, sư tôn, chúng ta đang làm. Xuyệt nghe bên trong nói chuyện đi. Bắt đầu từ ngày hôm qua sau khi con nộp văn thư, hai người họ đều trở nên rất kỳ lạ. Lẽ nào... Số văn thư hôm qua con nộp đã xảy vấn đề gì đó mà ta không chú ý tới ư? Ngài đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Bổn trưởng môn ngay cả văn thư cũng viết không xong hay sao? Hơn nữa, ta mới là trưởng môn, kể cả văn thư ta viết có thiếu sót gì đi nữa khiến họ không vui, ta cũng lười quản bọn họ. Tử vọng, con không thể nói như vậy được. Bây giờ con vẫn phải dựa vào năng lực của bọn họ để ngồi yên chức vị trưởng môn này. Những lời này về sau đừng nên nói ra lần thứ hai nữa. Sư tôn, số văn thư đó là do người động tay à? Nhỏ giọng, ta là trưởng môn dựa vào đâu mà bắt ta phải chịu ấm ức như thế? Đúng là suối quẩy. Ừ,
hiềm khích đã nảy sinh, chờ xem con đê ngàn dặm đổ vỡ trong chốc lát đi. Nghi ngờ đã nảy sinh, chúng ta chờ xem con đê ngàn dặm sụp đổ trong chốc lát đi. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Triệu Tử Vọng với đám lão già đó lúc nào cũng hùng hổ dọa người. Ta càng trở nên mạnh hơn thì mới không trở thành gánh nặng của sư tôn. Cho dù chán ghét ma khí, nhưng hiện giờ đây lại là cách nhanh nhất để trở nên mạnh hơn. Cấm vực canh phòng nghiêm ngặt, ta trực tiếp lao vào thì khó như lên trời. Năm đó sư tôn có thể nhặt được ta là bởi vì bọn họ đều tham gia lễ kế vị của Triệu Tử Vọng, không có người canh chừng tại cấm vực. Vậy nên ta phải làm ra động tĩnh lớn. Nhằm điệu hổ ly sơn. Chưởng môn sư huynh, huynh không sao chứ? Ta không sao, nhanh lên, mau đi gọi tất cả đệ tử tới dập lửa đi. Tất cả tài sản của ta đều ở trong đó. Chưởng môn sư tôn, trong đó không chỉ có đồ đạc của người mà còn có văn thư của các vị chưởng môn tiền nhiệm để lại. E rằng phải nhanh chóng báo cho ba vị trưởng lão đến để giúp người giải quyết mọi việc. Đúng đúng đúng, mau đi đi. Rốt cuộc hắn định làm gì? Đầu tiên là muốn mình giúp Trúc Vân Trình hủy bỏ lệnh cấm túc, bây giờ lại tận dụng cơ hội mời ba vị trưởng lão rời khỏi cấm vực. Lẽ nào Trúc Vân Trình có liên quan đến cấm vực? Quả nhiên, vết nứt trên cánh cửa này không thể tu bổ lại một cách dễ dàng được. Tà ma dưới núi trở nên mạnh hơn hẳn là có liên quan đến tà khí ở đây bị tràn ra ngoài. Chỉ cần không bị sư tôn phát hiện ra mình lén lút luyện ma lực. Loại mùi vị quen thuộc và kinh tởm này. Ia, người đúng là bất cẩn quá đấy. Bọn ta đều là người hầu, sao dám đánh nhị điện hạ cơ chứ? Lỗi của ta, là lỗi của ta, ta xin lỗi điện hạ. Nhị điện hạ, người sẽ không trách bọn ta, có đúng không? Cút đi, người dám mắng ta sao? Tự cho mình là điện hạ thật hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là một con chó hoang không cha không mẹ. Nếu không phải vì đại điện hạ thân thể yếu ớt, cần ngươi hiến tế để làm thuốc thì ngươi đã bị tôn hậu ném ra ngoài làm thức ăn cho ma thú từ lâu rồi. Ngươi đừng có mà không biết điều, làm chó thì phải ra dáng chó đi. Hừ, tóc nó bẩn chết đi được, mau đi lấy nước để ta rửa tay. Lần sau dùng chân đạp đừng dùng tay nữa, buồn nôn quá. Ta phải trốn đi. Nhất định phải trốn thoát. Gần đến giờ rồi, ba vị trưởng lão chắc cũng nhanh chóng trở lại đây. Dùng ma khí của ta để liên kết linh mạch, khi ở Ninh Tâm các ta vẫn có thể trực tiếp hấp thu ma khí ở đây. Một canh giờ sau. Muộn thế này ngươi đã đi đâu vậy? Sư tôn. Vẻ mặt này của sư tôn lộ rõ là đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Phải bịa ra một lý do nửa thật nửa giả thì mới có cơ hội qua được cửa ải này. Xin lỗi sư tôn, ta nhận tội. Bởi vì sự thật là ta không thể chấp nhận được chuyện mình bị phế linh lực, vậy nên ta mới lén đi đốt phòng của Triệu Tử Vọng. Phòng là ngươi đốt sao? Đúng vậy, mong sư tôn. Làm tốt lắm. Vừa rồi ta cố ý đi xem trò vui, ngươi không biết vẻ ngoài nhếch nhác của Triệu Tử Vọng buồn cười đến mức nào đâu. Hơn nữa ta thừa cơ thêm dầu vào lửa, tên Triệu Tử Vọng kia lập tức cãi nhau với nhị trưởng lão.
Thời gian này, mong muốn hòa thuận của bọn họ càng ngày càng trở nên xa vời rồi. Sư tôn và ta đúng là tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý. Đừng có nói lung tung nữa, mau đứng lên về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện đêm nay vi sư sẽ giúp ngươi lấp liếm. Đa tạ sư tôn. Phù việc hấp thu ma khí có lẽ là đã giấu giếm được rồi. Hy vọng sau này sư tôn có thể nghỉ ngơi sớm hơn một chút, ta cần phải khống chế hai loại linh lực đang xung đột trong cơ thể, không thể để người phát hiện được. Vân Trình, ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao? Sư tôn, sao người lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Sao linh lực của ngươi lại rối loạn như vậy? Ta, mà khí trong người ta nóng lòng muốn hút sạch linh lực xung quanh. Nếu sư tôn còn ở lại đây, e là ta sẽ không nhịn được mà muốn. Sư tôn, ta không sao, chỉ là do vừa rồi ta cưỡng chế đột phá tu luyện dẫn tới rối loạn linh lực, một lát nữa sẽ ổn thôi. Ngươi đã cưỡng chế đột phá thật sao? Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi ổn định khí tức. Ta đã nói là không sao, đừng qua đây. Xin lỗi, sư tôn. Ta không muốn to tiếng với người, chỉ là đêm khuya thanh tĩnh chung phòng với sư tôn, ta sợ ta không nhịn được sẽ mạo phạm sư tôn. Sư tôn, người trở về đi, ta tự mình xử lý được. Ta biết rồi, ta đi luôn đây. Sư tôn đi về cẩn thận. Vân Trình, vi sư không tiện ở lại trong phòng điều tức giúp ngươi, nhưng vi sư sẽ đứng canh ngoài cửa, nếu không trụ được thì cứ gọi vi sư. Cảm ơn sư tôn. Ta nhất định sẽ vượt qua được. Đệ tử bị đoạt xá nay đã tỉnh lại. Mời Tiêu Ninh tiên trưởng đến tra hỏi. Cổ linh khí này là tin tức truyền tới từ y quán. Tốt quá, ta muốn đi hỏi thử xem chuyện bị đoạt xá này rốt cuộc là ai đang ở sau lưng ngấm ngầm giở trò.